đang xem video tại kênh YouTube Review Đam đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Chàng trai này bị em gái đá vào game hẹn hò, trở thành tiểu thiếu gia ác độc của gia đình giàu có. Vốn dĩ cậu chỉ muốn thay đổi kết cục bi thảm của mình. Nào ngờ, các nam chính vốn dĩ nên tranh giành nữ chính, lại lần lượt quấn lấy cậu không buông. Còn nữ chính vốn dĩ nên ở bên cạnh nam chính, mỗi ngày đều bận rộn tán tỉnh nữ phụ. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ một ngày nọ, vì thấy game em gái đang chơi còn chưa kịp thoát, cậu liền tốt bụng cầm cần điều khiển lên muốn giúp em gái thăng cấp nào ngờ vì chơi quá cuốn cậu vô tình phá đảo trò chơi luôn nhận ra bản thân giúp hớ chàng trai quyết định chơi lại từ đầu để quay về đúng phần game mà em gái đang chơi dở nên hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt muốn ăn thịt người ở phía sau lưng kết quả nhờ cú vung chân tràn ngập lửa giận của em gái chàng trai cứ thế bị đá vào trong game đến khi cậu lần nữa tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã biến thành một nhân vật không ai ngó tới trong trò chơi ban đầu cậu chỉ cảm thấy bản thân đang mơ một giấc mơ tỉnh táo mà thôi cậu tính toán đắp chăn ngủ tiếp đến khi hầu gái đem theo trà nước tiến vào phòng kinh ngạc hét lên thiếu ra may than tỉnh lại rồi nghe thấy tiếng hét cha mẹ của may than cũng vội vàng chạy vào phòng người mẹ ôm chặt lấy cậu vào lòng con trai cưng của ta cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi người cha cũng kích động bày tỏ con muốn gì cứ nói cho cha biết cha sẽ chuẩn bị cho con ông vừa dứt lời anh cả cũng theo sau bước vào phòng sau đó không nói lời nào vung tay tát vào mặt cậu người cha thấy vậy tức giận lên tiếng ngăn cản hỏi anh cả muốn làm cái gì thì ra người anh cả này luôn ghét bỏ em trai út đối diện với cơn giận của cha anh cả cảm thấy bản thân không làm sai điều gì còn may than đang hoàn toàn ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng cậu thực sự cạn lời con bà nó các người là ai câu hỏi vừa thốt ra mọi người trong phòng lập tức yên tĩnh bác sĩ đoán rằng cậu bị mất trí nhớ rồi người cha sốt ruột hỏi đến khi nào cậu mới hồi phục bác sĩ bày tỏ mỗi người mỗi khác có khả năng mãi mãi cũng không thể khôi phục hai tuần trôi qua may than không ngờ bản thân thích ứng với thế giới này còn nhanh hơn tưởng tượng cậu phát hiện bản thân xuyên game trở thành con trai út của gia đình này bởi vì cậu là đứa con được sinh ra khi cha mẹ đã lớn tuổi vậy nên nhận được sự cưng chiều đến mức vô lý của cha mẹ gia đình này vừa nhìn đã biết rất giàu có không chỉ như vậy những quý tộc khác cũng không hề coi thường gia đình nam tước bọn họ cậu thực sự không thể tin hiện giờ bản thân đã là một thiếu gia của hào môn nhưng mà cuộc sống cả ngày không phải làm gì được một đám người hầu vây quanh phục vụ thật sự không tồi một ngày nọ chị hai và chị ba của cậu nghe tin em trai xảy ra chuyện quay về nhà thăm cậu tiếp đó là sự xuất hiện của rosie cậu mới nhớ ra cô gái kia chính là nữ phụ ác độc rosie grace trong trò chơi này trong trò chơi nữ phụ độc ác là một nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu cũng là người có khả năng cao nhất được chọn làm thái tử phi nhưng mọi thứ đều thay đổi khi nữ chính xuất hiện. Nữ chính thu hút được sự chú ý của Hoàng Thái Tử. Sau đó nữ chính chinh phục được trái tim của anh ta. Sự ghen tị cùng uất hận biến Rosie trở thành ác nữ. Cô ta dùng vô số thủ đoạn ác độc hành hạ nữ chính. Kết chuyện, Rosie bị ban tội chết. Trong câu chuyện, còn một người đàn ông, luôn ở bên cạnh dẫn dắt Rosie mới khiến cô ta từng bước trở nên độc ác. Như vậy, mà người kia không ai khác. Chính là May Than, em họ của Rosie cũng chính là nhân vật mà cậu xuyên vào. Trong trò chơi này, may than không có nhiều đất diễn, cũng là một nhân vật phụ của phụ. Cậu ta cậy vào ra thế mà làm rất nhiều chuyện xấu. Sau khi Rosie chết, những chuyện xấu mà cậu làm cũng bị công bố ra bên ngoài. Tất cả người bị hại hợp sức trả thù. Sau cùng cũng lấy được mạng của cậu. May than lập tức cảm thấy không ổn rồi. Cậu nhất định phải nghĩ cách thay đổi kết cục của mình. Lúc này, chị hai đột nhiên lên tiếng hỏi cậu có muốn tham gia yến hội mặt nạ Hoàng Cung. Với bọn họ không, May Than vừa định từ chối, lại bị ánh mắt uy hiếp của chị Hai ép phải đồng ý, Rosie nhận ra hôm nay May Than không giống thường ngày. Chị Hai liền giải thích chuyện cậu bị mất trí nhớ cho Rosie. Vốn dĩ bọn họ muốn giữ bí mật chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của May Than sợ rằng sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết. Nghe vậy Rosie kích động kéo tay May Than, bày tỏ bản thân nhất định sẽ dùng hết sức giúp cậu khôi phục trí nhớ. May Than thầm nghĩ, tôi cảm ơn cô nha, thật sự không cần thiết sau khi trở về phòng may than tỉ mỉ hồi tưởng một lượt câu xuyên vào giai đoạn còn nhỏ của nhân vật này nói không chừng bên trong còn có nguyên nhân sâu xa nào đó hơn nữa điều này có nghĩa là cậu có thể thay đổi tương lai cậu cảm thấy đầu tiên không thể có mối quan hệ với bất cứ nhân vật nào trong game sau đó lại tìm cách trở về thế giới thực vậy nên cậu tuyệt đối không thể tham gia vũ hội sắp tới nhưng mà chuyện không dễ như tưởng tượng ngày hôm đó cậu vẫn bị chị hai trói lại dắt tới yến hội cậu thực khóc không ra nước mắt hơn nữa càng xui xẻo hơn là bởi vì danh tiếng của nguyên chủ không tốt nên bị chị gái hóa trang cho thành cô bé trong phim thường hay thấy người gặp được trong yến hội đều là định mệnh trùng hợp thế nào trong vũ hội cậu lại bị buộc chặt với các nam chính còn nữ phụ ác độc cũng gặp được nữ chính của cô ta chàng trai này xuyên game trở thành một nhân vật phụ không ai chú ý tới vốn dĩ cậu chỉ một lòng muốn thay đổi kết cục bi thảm của bản thân nhưng cậu ngàn lần không ngờ tới các nam chính không đi tìm nữ chính bám giết lấy cậu không buông. Để không có bất cứ mối quan hệ nào với các nhân vật chính, chàng trai quyết định không tham gia yến hội của Hoàng Cung. Nhưng trong mắt các chị gái, lại cảm thấy lý do cậu không chịu tham gia là vì chán đời khi bị mất trí nhớ. Cứ như vậy, cậu bị chị hai trói ra ngoài. Trong lúc chị hai và chị ba bận rộn chọn lựa váy vóc, cậu định nhân lúc Rosie không chú ý tìm cơ hội trốn. Nào ngờ lại bị một khối đá ma pháp thu hút sự chú ý. Cùng lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng cũng chỉ về phía đá ma pháp bày tỏ bản thân muốn có nó. Mặc dù may than cũng chẳng mặn mà gì với viên đá này, nhưng nhìn bộ dạng u ám của người đàn ông kia, cậu cảm thấy không vui. Đột nhiên sau khi liếc mắt nhìn cậu một cái, hai mắt người đàn ông sáng lên. Còn may than, thì không biết vì sao chỉ một ánh mắt của đối phương đã khiến trái tim cậu đập loạn. Cậu căng thẳng đến mức đứng không vững. Thật may được Rosie đỡ lấy. Rosie kêu cậu trở về. May than cũng nhân cơ hội này rời đi bởi vì cảm giác vừa rồi làm cậu bất an như có chuyện gì không hay sắp xảy ra sau chuyện vừa rồi cậu cũng quên luôn kế hoạch bỏ trốn thấy chị hai kéo tay cậu muốn dẫn cậu đi chọn đồ may than chỉ đành lạnh lùng hất tay đối phương ra cậu biểu thị dù bản thân có mất trí nhớ cũng nhận ra mọi người đều đang tránh né cậu cho dù có đeo mặt nạ thì cũng bị nhận ra tham gia yến hội cũng chỉ làm người ta chán ghét nhưng chị gái là một loại tồn tại đáng sợ thế mà lại để cậu giả gái tham gia yến hội các tiểu thư quý tộc vừa nhìn đã nhận ra chị hai, chị ba và Rosie. May than vô danh cứ như vậy bị cứng rắn đẩy ra ngoài. Các cô gái thật là đáng sợ. Vốn tưởng khi mặc bộ đồ này vào rồi thì chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra. Nhưng không ngờ tới, cậu thân là một chàng trai lại bị một đám con trai khác đuổi theo tới phải bỏ chạy. Cùng lúc này, bên trong cung điện, dưới sự nhắc nhở của người hầu, thái tử chậm rãi bước tới hội trường tổ chức yến hội. Hắn vô tình nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của người hầu nghe nói ở vũ hội mặt nạ có thể tìm thấy nửa kia định mệnh của mình ngay cả hoàng đế bệ hạ và tiên hoàng bọn họ đều được số mệnh sắp đặt cho gặp người bạn đời ở yến hội mặt nạ nghe vậy kên cảm thấy thú vị hắn chậm rãi đeo lên mặt nạ trùng hợp thay vừa tới ngã rẽ đã va phải tình yêu may than trực tiếp xô ngã thái tử điện hạ hơn nữa cậu còn chưa nhận ra mặt nạ của cậu đã rơi mất rồi may than tưởng rằng đối phương bị thương nên không lên tiếng còn chưa kịp hỏi han nạn nhân đã nghe thấy tiếng nhóm nam sinh phía sau hô hào gọi tiểu thư may than hoảng hốt co giò bỏ chạy bỏ lại hoàng thái tử ngơ ngác tại chỗ hoàng thái tử cũng không nhận ra may than chiếc mặt nạ cậu làm rơi trên mặt đất tạo thành sợi dây liên kết với trái tim thái tử phía bên này sau khi liều mạng chạy vào rừng may than mới cắt đuôi được đám người kia nhìn hình phản chiếu dưới nước cậu không nhịn được cảm thán ngay cả cậu cũng bị nhan sắc của bản thân sau khi giả gái làm say đắm nhưng cậu không ngờ lại kinh khủng đến mức kia nhưng may than còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu một thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện ban đầu may than còn tưởng rằng là một trong số đám người đuổi theo cậu khi nãy nhưng hiển nhiên bộ dạng ngơ ngác này của người đàn ông chứng minh rằng anh ta không liên quan đến đám người kia người kia không nói lời nào liền ngồi xuống mảnh cỏ cách may than không xa hành động này làm may than vô cùng đau đầu cậu cảm thấy người đàn ông này có chút quen quen nhưng với bộ não cá vàng của mình may than nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra đến khi đối phương đột nhiên lên tiếng sao cậu không nhận ra tôi nữa rồi may than kinh ngạc nhìn người kia lẽ nào là người quen à cậu hoảng hốt vội vàng quay mặt đi bày tỏ chắc chắn anh nhận nhầm người rồi từ trước tới nay tôi chưa từng gặp anh lời của may than là người kia khựng lại giây lát sau đó lại nói nếu như cậu nói chưa từng gặp tôi vậy chắc tôi đã nhận nhầm cậu thành người khác rồi xin lỗi may than cảm thấy người này thật kỳ lạ nói xong người kia cũng đứng lên muốn rời đi, thấy máu tươi vương trên cỏ. May than nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp vươn tay ngăn anh ta lại. Vào giây phút hai người bốn mắt nhìn nhau không khí tràn ngập bong bóng tình yêu. Sau khi sững sờ giây lát, may than mới buông tay đối phương ra, nhìn vết thương trên tay người kia. May than đột nhiên lên tiếng mặc dù không biết tại sao anh lại bị thương. Nhưng nếu có người muốn làm hại anh, thì anh phải dùng hết sức mà đánh trả. Hơn nữa vết thương cũng phải nhanh chóng xử lý. Sau đó, May Than tận tâm giúp người kia băng bó vết thương. Người kia nhịn không được cong môi. Cậu đúng là người thích lo chuyện bao đồng. Nói xong, anh ta thao mặt nạ của bản thân xuống, đeo nó lên gương mặt May Than. Nhưng ít nhất điểm này của cậu vẫn giống với trước kia. Thật ra thì, tôi nên nói, cậu chỉ thay đổi vẻ bề ngoài. Cậu nói có đúng không, tiểu thư May Thanax? Một bên khác, thái tử đem theo mặt nạ tới vũ hội. Chị hai ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy Rosie đến trước mặt thái tử hai người đơn giản hành lễ hỏi han vài câu xong. Rosie ngoài ý muốn phát hiện chiếc mặt nạ trong tay thái tử là của May Than. Ken giải thích vừa rồi vô tình va phải một vị nữ sĩ. Hắn hỏi Rosie có biết người kia là ai không? Rosie cũng không tiện nói người kia là May Than. Bởi vì chuyện cậu giả gái là bí mật. Cô vội vàng nói dối rằng đó là một người họ hàng xa. Sau đó bày tỏ bản thân cũng đang đi tìm người kia. Sau khi nghe Ken nói bản thân gặp được người kia ở phía sau cung điện, sau đó thấy vị tiểu thư kia chạy về phía rừng. Lúc này Rosie có hơi do dự không biết bản thân có nên đi tìm may than hay không. Đến khi Ken bày tỏ bản thân không để ý, sẽ đợi cô ở vũ hội. Rosie mới yên tâm rời đi. Nhưng khi tới khu rừng, Rosie không tìm thấy may than. Mà lại tìm thấy nữ chính đang núp ở một góc len lén khóc thút thít. Phải gặp mặt thì sớm muộn cũng sẽ gặp. Dưới sự an ủi nhẫn nại của Rosie, gương mặt Julia có chút đỏ lên vì ngượng ngùng. Rosie kêu kêu cô đừng ngượng ngùng, sau đó liền giới thiệu bản thân. Julia đã sớm nghe danh Rosie từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người thật. Thấy tâm trạng Julia đã khá hơn nhiều rồi, Rosie liền hỏi vì sao nữ chính lại trốn ở đây khóc. Julia ấp a ấp úng, bất an bày tỏ, bởi vì cô từ nhỏ đã nhiều bệnh, luôn không được cho ra khỏi nhà. Vậy nên ngoài hầu gái ra thì không có một người bạn nào. Khi cô nghe tin về buổi vũ hội lần này, cô rất vui. Julia muốn kết thêm bạn bè ở đây. Nhưng khi đến nơi này, nhìn nhóm người xôn xao ồn ào, cô liền sợ hãi. Vậy nên mới chạy tới đây. Nói đến đây, Julia không nhịn được rơi nước mắt. Thật ra tôi biết hành vi này của tôi rất ngốc. Rosie dịu dàng lau nước mắt cho Julia. Sau đó nở nụ cười dịu dàng cổ vũ. Không phải như vậy. Cô dáng làm chuyện mà bản thân chưa từng làm. Đã là rất dũng cảm rồi. Hơn nữa, chính nhờ sự dũng cảm của cô, mới khiến bọn họ có duyên gặp mặt nói xong rosie hỏi julia vậy cậu có đồng ý trở thành bạn của tớ không đáy mắt julia ấm áp tớ đồng ý chàng trai này xuyên vào game thiếu nữ để thay đổi kết cục bi thảm của bản thân cậu nỗ lực tránh các nhân vật chính nào ngờ số mệnh hết lần này đến lần khác cho cậu gặp được các nam chính đồng thời còn khiến cho bọn họ có tình cảm với may than sau khi rời khỏi khu rừng may than nhìn chiếc mặt nạ được đeo trên mặt may than vẫn không thể nào nhớ Gia người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt xanh cô độc đó là ai. Lúc này, dòng suy nghĩ của cậu bị một giọng nói cắt ngang. Bên trong phòng có người đang nhắc đến tên của cậu. Chị hai và chị ba đều ở đó. Một tiểu thư quý tộc, bởi vì xem thường gia đình nam tước. Nên đang đứng giữa đám đông nói ra những tin đồn bên ngoài thành. Nghe nói con út của gia tộc Nax. May than Jin vì ma lực quá tải mà hôn mê. Thông thường, ma lực sẽ thức tỉnh vào năm 8 đến 9 tuổi còn may than đã 13 tuổi rồi mà ma lực còn chưa thức tỉnh. Cô ta chào phúng người không có ma lực, như cậu ta lại là người thừa kế của gia tộc Nam Tước, thì đúng là trò cười. Nghe những lời này, không hiểu vì sao may than cảm thấy như có gì đó đè nặng trong tim, khiến cậu không tài nào thở nổi. Lúc này, toàn bộ ký ức của nguyên chủ như sóng cuộn ập vào đầu cậu. Bởi vì ma lực không thức tỉnh, may than thường bị bạn bè đồng trang lứa châm trọ rằng, người giống như cậu chính là phế vật, vì bất mãn, cậu luôn đánh lộn với đám người kia. Dần dần, những người lớn cũng ghét bỏ cậu. Thật may không phải con của tôi. Cậu cũng trở thành chủ đề tám chuyện của nhóm tiểu thư quý tộc. Không chỉ vậy bọn họ vì cậu mà ghét lây sang hai người chị. Nhưng may than không tin chuyện bản thân không được. Nguyên chủ chỉ cảm thấy bản thân có chút chậm hơn bình thường mà thôi. Đến khi cậu ta tận tai nghe thấy người nhà lén lút thảo luận chuyện có, nên nói cho nguyên chủ biết chuyện cậu ta cả đời này, cũng không thể thức tỉnh ma lực hay không sự tuyệt vọng và cảm giác bị phản bội này, làm nguyên chủ tan nát trái tim. Cuối cùng may than cũng hiểu. Vì sao nguyên chủ dần dần hắc hóa? Lúc này, bên trong sảnh, chị cả, không chút khách sáo đem rượu vang đổ lên đầu cô gái dám châm chọc gia đình họ. Sau đó cảnh cáo cô ta, nếu còn dám nói năng lung tung, thì nhất định cho cô ta đẹp mặt. Chị ba cũng đứng ra, nhắc nhở cô ta, đứa em trai của cô ta vì không có tiền đã cầu cố trang viên nhà bọn họ, cho gia tộc, mà cô ta không để vào mắt này rồi. Nếu như không trả tiền đúng hạn, cộng thêm tiền lại thì tài sản của gia tộc các người sẽ giảm đi khá nhiều đó." Nói xong, chỉ ba ghé sát bên tai cô ta trào phúng nói, "Dù sao thì tôi cũng hy vọng có chuyển biến tốt cho gia đình cô, bởi vì sau này tôi còn muốn gặp cô nhiều chút đó. Nhưng mà tiền đề là cô có thể giữ được tước vị của mình." Một bên khác, Rosie và nữ chính đang từ khu rừng trở về, đúng lúc nghe tin người hầu đang tìm cô. Rosie cảm thấy vui mừng vì bản thân là người tìm thấy Julia hy vọng lần tới còn có thể gặp mặt. Nhìn người bạn đầu tiên của mình, dù có chút sợ hãi nhưng Julia vẫn lấy hết dũng khí, hỏi Rosie sau này có thể viết thư cho mình không? Rosie không ngờ tới người nhát gan như Julia chủ động đưa ra yêu cầu. Rosie bày tỏ cô rất vui vì có thể trao đổi thư từ với Julia. Sau này đây là bí mật của hai chúng ta. Sau khi tiễn Julia trở về, Rosie mới nhớ tới may than. Vừa quay đầu đã trông thấy cậu đang ủ rũ một mình. Rosie vui vẻ chạy về phía may than hỏi cậu vừa rồi đã đi đâu. Lúc này, chị hai và chị ba cũng đi tới. Thúc giục hai người. Vũ hội sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên nào. Rosie kéo tay May Than đi về hướng vũ hội. Nhìn Rosie và các chị gái quan tâm đến mình như vậy. Nhưng nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy cô độc. Thật ra cậu ta mới chính là người chủ động cô lập bản thân. May Than thật hy vọng nguyên chủ có thể hiểu. Bên cạnh cậu ta luôn có người yêu thương và sẵn sàng để cậu ta nương tựa. Chàng trai này bị em gái đá vào game hẹn hò, trở thành một tiểu thiếu gia ác độc không có mắt. Vốn dĩ cậu chỉ muốn thay đổi kết cục bi thảm của mình. Nhưng chàng trai ngàn lần không ngờ tới, các nam chính vốn dĩ nên vây quanh nữ chính, lại lần lượt bám lấy cậu. Còn nữ chính vốn dĩ nên ở bên cạnh nam chính, cả ngày lại quấn quýt bên cạnh nữ phụ. Sau khi buổi vũ hội mặt nạ kết thúc, bởi vì theo truyền thuyết người gặp được trong buổi yến tiệc chính là mối duyên mà ông trời sắp đặt, nên chị hai hứng thú hỏi Rosie: Chắc không phải toàn bộ buổi vũ hội chỉ chú ý đến mỗi thái tử điện hạ đấy chứ? Rosie đỏ mặt vội vàng xua tay, nhưng mà nhắc tới gặp gỡ, cô thực sự đã gặp được một người bạn mới. Vừa nhìn thấy đối phương còn tưởng rằng cô ấy là tiên nữ, người ấy vô cùng đáng yêu, vô cùng ngây thơ lương thiện. Nhìn biểu cảm tràn ngập yêu thích trên gương mặt Rosie, chị hai quay sang nhìn về phía May Than, trong ánh mắt không giấu nổi sự trêu đùa. Nghĩ đến khung cảnh May Than bị một nhóm thiếu niên đuổi theo, chị cả lên tiếng hỏi: chị đoán rằng trong lúc bỏ chạy em đã có một cuộc gặp gỡ được số mệnh sắp đặt đi may than nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay vận mệnh à nhưng cậu hiểu rõ hiện giờ cậu chỉ đang ở trong một trò chơi cho dù mọi thứ vô cùng chân thật thì cũng không thể tính là số mệnh nếu như phải dùng từ ngữ nào đó để hình dung thì càng giống với một cuộc gặp gỡ xui xẻo nhưng may than không hề hay biết lúc này thái tử đang say đắm ngắm nhìn chiếc mặt nạ mà cậu làm rơi thái tử đang không ngừng suy đoán xem rốt cuộc cô gái kia là ai. Còn nam tước, đang dịu dàng đặt nụ hôn lên chiếc khăn được may than băng bó cho anh. Trong miệng còn lẩm bẩm tên của cậu. Vài ngày sau đêm vũ hội, bởi vì chị hai và chị ba phải đi tới trường học rồi. Nên cuối cùng may than cũng được hưởng thụ cuộc sống không ai làm phiền. Nhưng bác sĩ lại tới cắt ngang giấc ngủ mỹ mãn của cậu. Bác sĩ đúng hẹn tới kiểm tra xem may than đã nhớ ra điều gì của quá khứ chưa. Trái tim may than rơi lột bột. Trong buổi vũ hội, cậu thực sự đã trông thấy một số ký ức làm người ta không vui vẻ của nguyên chủ cậu cũng phải làm rõ về vấn đề ma lực lúc này may than không chút che giấu nói cho bác sĩ biết chuyện cậu đã biết bản thân không có cách nào thức tỉnh ma lực rồi bác sĩ nghe vậy vô cùng kinh ngạc thật ra từ trước đến nay may than chưa thể thức tỉnh ma lực là vì một nguyên nhân khi còn nhỏ may than là một cậu bé hoạt bát tươi sáng cũng lương thiện và ngây thơ như những đứa trẻ khác vậy nhưng vào năm lên sáu một cơn sốt cao mãi không khỏi ập tới sau khi hồi phục, ngay cả ma lực của cậu cũng bị đem đi luôn. Vốn dĩ nam tước đại nhân muốn đợi đến tuổi ma lực bộc lộ sẽ nói, cho may than biết chuyện kia, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói về vấn đề này. Nhưng dù cho may than không thể thức tỉnh ma lực, thì bác sĩ cũng muốn may than tin rằng, chỉ là gia đình cậu không biết cách biểu đạt mà thôi. Chứ bọn họ vẫn luôn thương yêu cậu. Từ sau ngày vũ hội may than liền biết điều này, cậu cũng nhẫn ra bên cạnh có rất nhiều người yêu thương cậu. Nhưng may than luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai hình như chỉ có người có ma lực mới có thể được nhận vào trường học ma pháp. Vậy làm sao nguyên chủ có thể đi học ở đó? Lúc này, bác sĩ lên tiếng an ủi cậu. Nếu không thể thức tỉnh ma pháp thì có thể dùng đá ma pháp. Lúc này, may than nhớ ra Rosie từng nói đá ma pháp cũng là một món đồ tốt. Người không có ma pháp có thể dùng đá ma pháp. Vậy mọi chuyện đều đã có lời giải. Lý do nguyên chủ có thể vào học ở trường học ma pháp, chính là nhờ việc sử dụng đá ma pháp giả vờ như bản thân có ma pháp mà cốt chuyện của tựa game này cũng bắt đầu từ ngày nhập học may than đột nhiên nghĩ ra một chuyện vậy chỉ cần bản thân cậu không đi học thì có thể tránh được kết cục tử vong rồi may than ngồi trên giường không nhịn được tự khen bản thân quá là thông minh nhưng chính vào lúc này anh cả không mời mà tới anh cả tới không phải để cho may than một cái tát như lần đầu gặp mặt mà để tìm bác sĩ thấy hai người phát cơm chó ở trước mặt mình may than vẫn có chút không chấp nhận nổi trước khi rời đi anh cả còn nhắc nhở may than cả ngày chỉ biết nằm như một cái xác ngay cả khách tới chơi mà cũng không biết may than chửi thầm bá nó đây đâu phải là không biết biểu đạt tình cảm rõ ràng chính là một tên đáng ghét đợi đến khi may than tới phòng dành cho khách vừa đoán không biết người tới là ai vừa cầu mong đừng có phiền phức gì tìm tới khi cánh cửa được mở ra may than trông thấy rosie đang đứng trong phòng dùng ánh mắt hoang mang nhìn về phía cậu rosie không đợi may than lên tiếng đã nói Em phải làm gì đây? Xin anh nhất định phải giúp em. May than đang cầu mong không gặp thêm bất cứ rắc rối gì. Nhưng cậu ngàn lần không ngờ tới. Rosie lại muốn cậu cùng cô tới gặp Hoàng Thái Tử. Nguyên nhân cho cuộc gặp gỡ này chính là vì sau buổi vũ hội, Rosie nhận được thư mời tham gia tiệc trà của Thái Tử. Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng ở riêng cùng Hoàng Thái Tử, cô sợ rằng bản thân căng thẳng quá mức sẽ nói điều gì mất não. Nhưng mà Thái Tử là nam chính của tựa game này, may than không muốn có bất cứ dây dưa gì với hắn ta vậy là cậu vội vàng tìm lý do từ chối may than an ủi rosie dù sao hai người bọn họ cũng đính hôn rồi cho dù có nói ra điều gì ký quái thì thái tử cũng cảm thấy đáng yêu nhưng cậu không ngờ tới rosie lại nói cô còn chưa đính hôn với hoàng thái tử trước kia chỉ là một cuộc bàn bạc trong nội bộ gia tộc mà thôi thời gian vẫn chưa được xác định nghe vậy may than không tìm được bất cứ lý do nào để từ chối nữa rồi thật may rosie nhận ra ý muốn từ chối của may than cô cũng hiểu rõ may than không thích tham gia những hoạt động như vậy rosie cố gắng nở nụ cười không muốn làm khó may than vốn sĩ may than đã thở phào nhẹ nhõm vì trốn được một kiếp nạn nhưng khi trông thấy rosie ủ rũ cúi đầu cậu đột nhiên nhớ tới em gái ở thế giới thực của mình trước kia em gái cũng thường quấn lấy cậu muốn đi chơi cùng cậu nếu may than không đồng ý để cô bé đi cùng thì cô bé sẽ khóc lớn mỗi lần nhìn gương mặt nhỏ tuổi thân của em gái, may than đều thỏa hiệp. Lần này cũng vậy. Dù sao thì, Rosie cũng là em họ ở thế giới này của cậu. Cậu không nhẫn tâm nhìn cô ấy thật vọng như thế. Hơn nữa, may than cảm thấy đây chắc hẳn là một cuộc gặp gỡ thông thường mà thôi. Chắc sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Ngày hẹn rất nhanh đã đến, may than và Rosie cùng nhau tới Hoàng Cung. Dù ngoài mặt may than cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng buổi sáng hôm nay, khi nghe tin cậu và Rosie sẽ tới Hoàng Cung. Cha mẹ biểu hiện như xét đánh ngang tai. Còn cả phủ nam tước đều vì chuyện này mà bận rộn cả lên. Thậm chí trước khi May Than rời đi, còn năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu không được gây phiền phức nữa. May Than đã tính toán kỹ càng, lát nữa cậu sẽ tìm một nơi yên tĩnh để đợi Rosie là được rồi. Nhưng sau khi tiến vào phòng trà, cậu vẫn không nhịn được mà lén nhìn thái tử điện hạ. Bộ dạng trói mắt này không hổ là nam chính. Nhưng May Than không nhận ra, đây là người đàn ông mà cậu vô tình đụng phải trong buổi vũ hội mặt nạ. Rosie giới thiệu, đây là người anh họ cô đã nhắc đến trong thư gửi thái tử. Cô vừa dứt lời, hai mắt thái tử đột nhiên mở trừng lớn. Vừa trông thấy thiếu niên kia, thái tử đã nhận ra cậu là cô gái hắn gặp trong buổi vũ hội. Thái tử cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi bước tới trước mặt May Than, lịch thiệp vươn tay, "Rất vui được gặp em, May Than." May Than lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì. Cậu cũng lịch sự đặt tay vào lòng bàn tay thái tử. Nào ngờ dây tiếp theo thái tử liền dùng sức kéo lấy tay cậu. May than không kịp đề phòng ngã nhào vào lòng thái tử. May than còn chưa kịp hồi thần. Đã nghe thấy giọng nói của thái tử vang lên bên tai. Thật kỳ lạ, hình như ta đã gặp em ở đâu rồi. May than hoàn toàn không nhận ra người trước mặt là người mà cậu ngã phải hôm đó. Trong lúc ngơ ngác cậu còn tưởng rằng hoàng thái tử cố ý chơi cậu. May than thu tay về bày tỏ đây là lần đầu cậu gặp thái tử. Nghe được những lời này, ánh mắt hoàng thái tử xẹt qua một tia mất mát sau khi bày tỏ áy náy, hắn không thể không buông tay may than ra. Thấy thái tử điện hạ không tiếp tục dây dưa nữa, may than thở vào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không muốn có bất cứ mối liên quan gì với các nhân vật chính. Nhưng may than ngàn vạn lần không ngờ tới. Cậu vừa mới ngồi xuống chưa kịp nói lời nào. Hoàng thái tử điện hạ đã lấy ra chiếc mặt nạ hắn ta nhặt được của may than. Thái tử nâng ly, thâm ý nhìn may than nói. Đúng rồi, vừa rồi ta mới nhận ra, hình như ta quên trả lại chiếc mặt nạ này cho em họ của em. Nghe vậy may than hoảng hốt phun ra một ngụm trà. Cậu không hiểu vì sao mặt nạ của mình lại ở trong tay thái tử. Nhớ tới đêm đó sau khi va phải một người đàn ông, rồi mặt nạ của cậu mới biến mất. Một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua trong đầu may than người cậu va phải hôm ấy. Chính là hoàng thái tử. Rosie cảm thấy không ổn, nên vội vàng đứng ra giải vây. Thật may nhờ có điện hạ nên em mới tìm được em họ. Thái tử buông ly trà trong tay xuống, giống như đang hồi tưởng điều gì thật ra vị trí cô ấy va phải ta đến hôm nay vẫn còn đau. Nhưng ta lại rất lo cho cô ấy. Hình như cô ấy đang trốn tránh điều gì. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó May Than đang giả gái, vậy nên Rosie vội vàng thay đổi chủ đề hỏi điện hạ. Hôm đó ngài nói thích một cuốn sách, cuốn sách ấy tên là gì vậy? Thái tử như nghĩ tới điều gì đó. Hắn nở nụ cười tà mị. Nếu như đã nói đến vấn đề này rồi, chi bằng chúng ta tới thư viện đi. Rất nhanh, thái tử đã dẫn hai người tới thư viện Hoàng Cung may than được bỏ lại một mình ở trên gác âm thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không phải đối mặt với bọn họ nữa rồi nhưng khi nghĩ tới chuyện bản thân va phải hoàng thái tử quốc vương tương lai may than lại cảm thấy không ổn rồi vừa rồi cậu nhận ra khi nói rằng bọn họ từng gặp mặt thái tử đem theo vô vàn chờ mong được cậu đáp lại may than thật muốn tránh né chủ đề này nhưng cậu không đoán được trong lòng thái tử mong muốn điều gì may than cảm thấy hối hận vì quyết định đến nơi đây sự phiền phức này đều do cậu tự chuốc lấy may than nghĩ quá nhập tâm không cẩn thận làm đổ giá sách bên cạnh một cuốn sách cũ kỹ thu hút sự chú ý của cậu khi mở ra xem mới biết đây là một cuốn truyện cổ tích tương truyền rằng rất lâu về trước ở một vương quốc nọ có một vị quốc vương trẻ tuổi tài hoa mặc dù đức vua vô cùng thương yêu thần dân của mình nhưng hắn vô cùng cô độc vì điều này người hầu của quốc vương vì hắn ta mà tổ chức một buổi vũ hội hóa trang mong rằng thông qua buổi tiệc này quốc vương sẽ tìm thấy một nửa của đời mình tất cả mọi người ở các tầng lớp khác nhau đều đeo mặt nạ tham gia vũ hội để tìm kiếm người yêu duy nhất của bọn họ trong buổi vũ hội quốc vương vô tình bước đến bên hồ nước đang được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh chính ở nơi này quốc vương gặp được một người thần bí người kia có mái tóc ánh bạc như được dệt bằng ánh trăng ánh mắt trong veo giống như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tất cả trên cơ thể người kia còn tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí thật ra người kia chính là thần số mệnh có thể quyết định số mệnh của nhân loại. Bởi vì tò mò không rõ, vì sao hàng đêm nhân loại đều đem theo ánh đèn lấp lánh đến nơi này, nên thần mới hạ phàm. Sau cùng, thần đem lòng yêu quốc vương. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của bọn họ lại không lâu dài. Chuyện hàng đêm nữ thần đều lén lút gặp nhân loại bị các huynh trưởng phát hiện. Bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì thần vận mệnh quyết định số phận của nhân loại. Bọn họ bị cấm không được yêu loài người. Vậy nên, các anh chị của nữ thần liền nhốt cô lại không cho tới nhân gian cũng ngăn cấm cô không được điều tra số phận của nhà vua quốc vương tuyệt vọng chờ đợi nữ thần quay lại đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời nữ thần ngày đêm đều nhớ mong quốc vương sau cùng những giọt nước mắt vì mối tình giang dở của nữ thần biến thành những viên đá phát sáng rơi xuống nhân gian trở thành một viên đá có thể thay đổi vận mệnh của loài người và lưu lạc tới vương quốc này hiện giờ viên đá vận mệnh đang ở trang sách tiếp theo đã bị xé mất nên không thể xem được nội dung quan trọng nhất may than oán niệm nhìn trang sách nên hoàn toàn không chú ý tới thái tử đang đứng ở cách đó không xa nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu chàng trai này xuyên vào game hẹn hò chỉ muốn một lòng tránh né các nhân vật chính nào ngờ nam chính hoàng thái tử lại dùng mọi cách để tiếp cận cậu trong lúc may than còn đang buồn bực vì không đọc được vị trí cất dấu viên đa số mệnh hoàng thái tử đã bước tới trước mặt cậu hắn nở nụ cười hỏi may than thì ra em đang ở đây à lúc này may than mới giật mình ngẩng đầu Nhận ra Mai Than đang thắc mắc vì sao Rosie không đi cùng mình, Thái tử chủ động giải thích, "Rosie có sự tập trung kinh người, mỗi khi cô chú tâm làm việc gì đó, sẽ không chú ý tới mọi chuyện xung quanh. Vì lý do này nên Thái tử không muốn làm cô phân tâm. Hắn muốn để cho Rosie có không gian riêng." may Than nghe vậy trầm mặc không nói gì, nhưng cậu biết rõ người Thái tử nói chắc chắn không phải Rosie, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Thái tử thì trong mắt Rosie chỉ có một mình hắn ta lúc này thái tử cũng chú ý tới cuốn sách trong tay may than cuốn sách này lâu lắm ta không đọc rồi thì ra nó nằm ở đây ạ à? may than đem theo sự tò mò của bản thân về cuốn sách này nói với thái tử sau đó cậu mới biết đây là một cuốn sách không rõ tác giả đồng thời cũng chỉ có một bản duy nhất này nhắc đến đây thái tử bật cười trước đây hắn chỉ cho rằng đây là một cuốn chuyện cổ tích nhưng hiện giờ hắn cảm thấy bất luận là vũ hội mặt nạ gần đây hay những lời đồn đó thì câu chuyện này cũng có rất nhiều điểm tương đồng với hiện thực may than nghe vậy như có điều gì suy tư lúc này cậu đột nhiên nhớ tới điều gì cậu chỉ vào trang sách cuối cùng đã bị xé mất của cuốn sách điện hạ ngài có biết kết cục của câu chuyện không nghe vậy thái tử có hơi khựng lại sau đó bày tỏ không may hắn cũng chưa đọc được trang cuối cùng thái tử bày tỏ mặc kệ trước đây có nỗ lực tìm kiếm những manh mối liên quan đến cuốn sách này đều không có hy vọng nguyên nhân có lẽ vì cuốn sách đã được viết từ rất lâu về trước cùng với việc nó chỉ có một bản duy nhất nên việc tìm kiếm như mò kim đáy bể nghe được những lời này may than không nhịn được có phần thất vọng mọi biểu cảm trên gương mặt cậu đều được thái tử thu vào mắt hắn đột nhiên lên tiếng hỏi may than nếu như thực sự có đá vận mệnh thì em muốn dùng nó làm gì đối diện với nụ cười hồ ly của hoàng thái tử may than nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào may than rũ mắt nhưng nếu như thực sự có đá vận mệnh thì cậu muốn trở về nơi cậu nên thuộc về Nghe vậy thái tử vươn tay về phía May Than, muốn hỏi xem những lời này của cậu là có ý gì. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Rosie đột nhiên bước tới cắt ngang. Rosie ngượng ngùng giải thích, cô xem sách quá nhập tâm nên không chú ý thời gian. Thấy Cứu Tinh đã đến, May Than không chút do dự nhanh chóng bước về phía cô. Bỏ lại thái tử có hơi thất vọng đứng tại chỗ, bàn tay vươn ra đang lạc lõng trong không khí từ từ nắm chặt lại. Khi Tiễn May Than và Rosie trở về, thái tử chủ động bày tỏ ở lần gặp mặt tiếp theo, May Than có thể gọi thẳng tên của hắn. Thái tử còn nói, giữa bạn bè thân thiết, không cần quá để ý lễ nghi. Nghe vậy Rosie rất vui, nhưng May Than lại trực tiếp từ chối. Cả Thái tử và Rosie đều không hiểu. May Than kiên định bày tỏ, chỉ một mình Rosie thì có thể, còn cậu đến từ một gia đình quý tộc thấp kém, sợ rằng những người khác sẽ không chấp nhận. Vậy nên, cậu vinh hạnh vì được gọi Thái tử là ánh chiều dương của đế quốc, chứ không phải bạn bè thân thiết của điện hạ nói xong may than trực tiếp xoay người lên xe ngựa thật ra cậu nói những lời kia chỉ là vì không muốn có bất cứ mối liên quan gì với thái tử mà thôi thậm chí cậu còn mong mãi mãi không gặp lại đợi đến khi bọn họ rời đi thái tử nhịn không nổi bật cười hắn không ngờ may than sẽ thú vị như vậy cảnh giác giống như một chú mèo con thái tử thực sự muốn biết nếu hắn từng bước tiếp cận cậu thì cậu có mở lòng hay không thái tử không hề hay biết lúc này có một ánh mắt đang chăm chú quan sát tất cả em trai tốt của ta mỗi lần trông thấy em cười ta đều muốn xóa bỏ toàn bộ những nụ cười trên gương mặt em đêm đó sau khi may than trở về nhà liền ngơ ngác đứng ngoài ban công trong không khí tràn ngập hương vị của mùa đông may than có chút buồn rầu cậu đã tới đây được một thời gian rồi cậu nhớ rõ khi chơi game đá ma pháp chưa từng xuất hiện nhưng ở thế giới này nó lại được nhắc tới ở một cuốn sách duy nhất vậy món đồ hiếm có này nhất định đang được cất giấu ở một nơi đặc biệt chỉ cần tìm được nó, cậu liền có thể trở về thế giới của mình. May than đặt ra mục tiêu tiếp theo cho bản thân, chính là tìm được đá vận mệnh. Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, tất cả người làm trong phủ đều bận rộn vô cùng. Quản gia, ta có hơi nhức đầu bước vào phòng may than gọi cậu rời giường. Thiếu gia, trước đây tôi đã nói với ngài rồi, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của ngài. Là một ngày rất quan trọng. Quản gia không chút do dự kéo chăn của may than ra, Hiếu niên này xuyên vào game hẹn hò trở thành tiểu thiếu gia ác độc. Vốn dĩ cậu chỉ muốn tìm được đá vận mệnh để trở về thế giới hiện thực, nhưng cậu ngàn lần không ngờ tới. Thái tử vốn dĩ nên chạy theo nữ chính, lại cả ngày cuốn lấy cậu. Từ sau buổi tiệc trà của 4 năm trước, hoàng thái tử không có việc gì liền mời cậu vào cung. Nếu như may than từ chối, thì hoàng thái tử sẽ tự mình tìm tới phủ Nam Tước để gặp cậu. Cũng vì nguyên nhân này mà cậu, Rosie cùng thái tử thường xuyên gặp gỡ trong thời gian này may than cũng nỗ lực tìm kiếm đá vận mệnh bởi vì chỉ có tìm được viên đá kia cậu mới có thể trở về nhà để tìm được đá vận mệnh may than vung tiền mua rất nhiều đá ma pháp nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ngay cả loại đá ma pháp tầm thường nhất cậu cũng không thể sử dụng được mặc dù nhờ sự giúp đỡ của người làm may than đã biết phân loại đá ma pháp nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ nhận được một đống đá ma pháp mà cậu không thể sử dụng vì điều này nam tước đại nhân cũng nghiêm cấm may than mua thêm đá ma pháp trách cho cậu tiếp tục làm lãng phí nhân lực và tài lực của gia đình. Dù May Than có lén lút cất giấu thì cũng không biết cách phân loại đá ma pháp, nên việc tìm đá vận mệnh như mò kim đáy bể, thời gian cứ thế trôi. May Than đã đến trò chơi này được 4 năm rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của cậu. Sau một hồi ứng phó qua loa, May Than đem theo cơ thể mệt mỏi rời khỏi yến hội. Cậu biết rõ mỗi người đến tham gia tiệc sinh nhật đều có tính toán riêng. Chuyện chúc mừng sinh nhật chỉ là lý do, bởi vì ai hơi đâu đi ăn mừng vì sinh nhật của đứa con trai vô dụng nhà nam tước cơ chứ. Đặc biệt sau khi cậu tạo ra vô số phiền phức và tiếng xấu đồn khắp nơi. Nhắc tới năm đầu tiên may than tới thế giới này. Khi mừng sinh nhật 13 tuổi, người duy nhất chúc phúc cho cậu là cha mẹ. Còn hôm nay, nhiều người tới chúc mừng như vậy đều là vì Hoàng Thái Tử. Vì sinh nhật năm 13 tuổi may than không mời Thái Tử Điện Hạ, nên hắn ta vô cùng tức giận. Vậy nên, sau đó mỗi năm may than đều không cam lòng viết thư mời cho hắn ta. Mỗi lần nhận được thư mời, thái tử đều tới đúng hẹn dần dần bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này liền mở rộng quy mô trái tim may than vụn vỡ đúng là không có chuyện nào đúng theo ý muốn của cậu cậu thực sự sợ bản thân sẽ bị nhốt ở trò chơi này đến chết chính vào lúc may than đang tự buồn một mình thái tử đột nhiên bước lại gần quan tâm muốn may than buông ly rượu trong tay ra em còn là trẻ vị thành niên nhỡ đâu uống say thì phải làm sao em vẫn luôn bất cẩn như thế may than cười trào phúng trong lòng Tuổi thật của tôi còn lớn hơn cậu đó, có biết không? Cậu phiền chán đẩy tay của thái tử ra. Chuyện thành niên chẳng phải là chuyện của vài tháng tới thôi sao? Xin đừng coi tôi như trẻ con. Thái tử như có tính toán gì đó mà nở nụ cười. Cũng đúng, rất nhanh em đã không còn là trẻ vị thành niên rồi. Thái tử lúc này cũng nhớ ra, May Than đến tuổi tới học viện rồi. Vậy là hắn nhiệt tình mời May Than tới học trung học viện với hắn và Rosie, nhưng May Than quyết đoán từ chối. Cậu không có ý định học tập ở học viện hơn nữa bằng năng lực này cậu không đủ điều kiện đi học ở đó thái tử không hiểu không phải bốn năm trước em trai qua một trận ma lực bùng nổ à may than giải thích đó chỉ là hiểu lầm cậu chỉ ngẫu nhiên đụng phải chuyện đó mà thôi chứ cậu không phải là người tạo ra trận ma pháp bùng nổ ấy nghe vậy thái tử có phần thất vọng hắn không ngờ dù đã ở bên cạnh may than rất lâu nhưng còn rất nhiều chuyện về cậu mà hắn không biết may than thì cảm thấy chuyện này không nhất thiết cần nói ra thái tử rũ mắt hỏi không cần thiết à? hắn cười lạnh may than ta cho rằng mối quan hệ của chúng ta đã rất thân thiết rồi ta có thể nói cho em biết mọi chuyện của ta nếu như em muốn biết may than cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên lẽ nào vì người này là nam chính sao cậu đẩy thái tử ra bày tỏ bản thân không có hứng thú với chuyện của hắn ta còn trịnh trọng đề nghị thái tử đừng đến gần cậu mặc dù ngoài miệng lạnh lùng nhưng thái tử lại nhận ra đôi tay may than đang đỏ bừng vào lúc may than chuẩn bị rời đi thái tử đột nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng. Đến rồi đây, đến rồi đây, nam chính tiếp theo xuất hiện rồi. Thì ra anh ta vẫn luôn lén lút quan sát may than, lúc này, cũng đang được xem một màn ôm ôm ấp ấp khiến người ta tim đập chân run trước mắt. Cuối cùng hoàng thái tử cũng không nhịn được xuất kích ôm may than vào lòng. Sau đó trong lúc may than còn đang chấn kinh, hắn đem một sợi dây chuyền vòng lên cổ cậu. Thái tử ghé sát bên tai may than thì thầm. Đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho em, em nhất định phải đem theo bên người đó. Trái tim may than sắp vọt ra ngoài rồi. Đến khi trông thấy hoàng thái tử rời đi, cậu mới nhớ ra phải nổi giận. Dọa ta hết hồn. Đã nói đừng có áp sát như vậy rồi mà. Vừa rồi cậu còn tưởng rằng thái tử muốn hôn cậu. Sau chuyện vừa rồi, may than âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải cảnh giác với hoàng thái tử. Cùng lúc này, bên trong buổi tiệc, hai tiểu thư quý tộc đang hóng chuyện vây quanh Rosie. Nịnh nọt cô và hoàng thái tử là một cặp trời sinh một tiểu thư quý tộc nói cho Rosie biết. Gần đây hội trợ hẹn hò đang rất thịnh hành. Nghe nói nơi đó rất nhiều món đồ nhập ngoại hiếm có. Phần lớn đều là những món đồ không thể mua được ở đế quốc. Nghe vậy Rosie có hơi động lòng. Dù sao trước nay đều có may than ở bên cạnh. Nên cô chưa có cơ hội ở riêng bên cạnh thái tử. Lần này biết đâu cô có thể chủ động một chút. Vậy là, khi hoàng thái tử bước xuống lầu, Rosie đỏ mặt hướng, về phía hắn đưa ra lời mời hoàng thái tử cùng cô tham gia hội trợ hoàng thái tử còn chưa đưa ra câu trả lời. Trùng hợp đúng lúc này May Than cũng trở về yến hội. Khi thấy bộ dạng nghiêm túc của Rosie, May Than không biết chuyện gì liền tiến tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nghe Rosie nói gần đây có hội trợ, hỏi cậu có muốn đi cùng không? May Than trực tiếp từ chối. Ở đó có quá nhiều người. Cậu không thích. Thật ra điều May Than nghĩ chính là, bản thân không thể lúc nào cũng đi cùng hai người kia. Như vậy tình thế của cậu sẽ rất nguy hiểm nào ngờ nghe xong những lời này thái tử lại cảm thấy may than nói có lý tốt nhất nên ở nhà để đề phòng chuyện ngoài ý muốn nhưng chi tiết cụ thể hắn không thể nói rõ hội trợ lần này tồn tại rất nhiều điểm đáng nghi để tránh có chuyện bất thường trong hội trợ thái tử vẫn luôn âm thầm điều tra sau khi yến hội kết thúc may than thư thái nằm trên giường cũng tạm coi như an toàn trải qua thêm một buổi tiệc sinh nhật nào ngờ chính vào lúc này cậu nghe thấy tiếng quạ kêu bên ngoài cửa sổ may than không chút do dự bước ra ngoài từ ngày xuyên tới đây mỗi lần chú chim này đều đúng hẹn xuất hiện vào ngày sinh nhật của cậu mỗi lần đến đều mang theo quà ban đầu chỉ là một cành hoa dại sau đó là một cặp sừng và móng của ác ma sau đó càng lúc những món quà càng trở nên kỳ quái cũng như những thứ này may than bán được rất nhiều tiền may than đem theo sự mong chờ mở quà nhưng cậu không ngờ tới lần này hộp quà trống rỗng mặc dù không rõ chủ nhân của chú quạ là ai nhưng cậu có thể khẳng định chủ nhân của nó là một quái nhân. May than còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không biết người kia đang âm thầm quan sát cậu. Trong tay anh cầm theo một chiếc vòng cổ chứa ma lực như chiếc mà may than đang đeo trên cổ. Không ngờ tới nam chính thứ hai lại là một người bên ngoài tốt bụng bên trong đen tối. Khi ghen tuông cũng rất bá đạo. Trông thấy thái tử tặng dây chuyền cho may than, may than còn đeo món quà kia trên cổ. Anh ta liền lấy món quà mà bản thân muốn tặng cho may than lại không chút tiếc nuối bóp nát thành cho bụi cuối cùng để lại cho may than một chiếc hộp quà trống rỗng may than nhìn chiếc hộp trống không hỏi quả đen chủ nhân của ngươi chắc chắn là một quái nhân may than lúc này không hề hay biết phía sau lưng có một người đang nhìn cậu chằm chằm và nghe được toàn bộ những gì cậu nói buổi sáng hôm sau may than vừa xuống lầu dùng bữa sáng liền nghe được tin hội trợ nổi tiếng thời gian gần đây không an toàn từ lời kể của chị gái có một nhóm thương nhân phi pháp đã trà trộn vào bên trong Đám tội phạm đó đang điều hành một tổ chức khá lớn. Bọn chúng dùng cách thâm nhập vào các quốc gia khác nhau để xây dựng mô hình hoạt động. Hiện tại trừ việc bán hàng phi pháp cho nhóm quý tộc ở đây, bọn chúng còn đem bán ma thú non làm thú cưng. Càng đáng kinh tởm hơn là, nhóm tội phạm này còn tấn công các khu vực khác, bắt thú nhân trở thành nô lệ để buôn bán. Vậy nên trước khi chuyện này được giải quyết, tốt nhất mọi người không nên ra ngoài. Nếu có chuyện không thể khoái thác thì tuyệt đối không ra ngoài một mình nghe vậy may than liền nhớ tới những lời nói của hoàng thái tử hôm qua đây có lẽ là những gì hắn muốn nói tất cả mọi người đều khuyên may than không nên tới đó nhưng điều này làm may than càng thêm tò mò vậy là ngay ngày hôm đó cậu liền tới hội trợ bên cạnh tò mò may than còn một chuyện quan trọng cần làm năm tới sau khi cậu trưởng thành anh trai liền trở thành chủ nhân của gia tộc đến lúc đó cậu không chỉ không còn tiền tiêu vặt mà bằng năng lực ma pháp ở con số không này sẽ chẳng ai thuê cậu làm việc vậy nên may than không thể không tới hội trợ này đem toàn bộ số đá ma pháp của bản thân bán đi nhưng may than không ngờ tới khi cậu tới đây lại gặp được chị gái để né tránh may than đành phải tìm mua một chiếc áo choàng để lẩn tránh đợi đến khi bán hết số đá ma pháp thì cũng đã là chiều muộn lúc này may than quên mất bản thân còn chưa đem viên đá ma pháp mà thái tử tặng cho cậu đi kiểm tra chủng loại không biết thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền may than dự định sẽ tìm một nơi để phân tích viên đá này trên đường trở về nào ngờ lại trông thấy một vài người có hành động khả nghi may than cảm thấy không ổn rồi tốt nhất cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây nhưng vừa xoay người bỏ chạy đã trông thấy một người đàn ông cơ bắp chặn trước mặt sau đó cậu bị đám người kia bắt đến hang ổ dưới lòng đất của bọn chúng bởi vì có gương mặt đẹp nên bọn chúng định bán cậu với giá cao cho người khác chơi đùa may than không chịu phục tùng phun vào mặt tên kia một ngụm nước bọt hành động này trực tiếp chọc giận hắn ta. Không ngoài dự liệu một trận đòn ập tới. May than bị bón chúng tùy y ném vào một phòng giam. Cùng lúc này, Hoàng Thái Tử cũng nhận được tình báo đã tìm thấy hang ổ của nhóm thương nhân phi pháp kia, rồi. Thái Tử ra lệnh cho kỵ sĩ trưởng phái người đi giải cứu nhóm thú nhân bị giam cầm, và những ma vật non. Nếu như ở hiện trường phát hiện bất cứ quý tộc nào đồng lõa với tội phạm, nếu bọn chúng phản kháng có thể trực tiếp xử tử tại chỗ. Phía bên này, may than lào đào ngồi dậy, lúc này cậu mới chú ý tới trong phòng giam tối tăm còn có một cặp mắt như sói đói đang nhìn cậu chằm chằm khi may than lại gần nhìn mới biết đó là một người đàn ông vào lúc may than còn đang lo lắng cho người đàn ông trên người toàn vết thương này người kia đột nhiên dương nanh múa vuốt xông về phía cậu may than hoảng hốt ngã ra phía sau lúc này cậu mới nhớ ra con dao găm mà chị gái tặng cho mình may than cảm thấy xúc động muốn khóc thật may vẫn đem theo thứ này hiện giờ chỉ cần lấy được thanh đao ra thì có thể cởi trói nhưng may than không ngờ tới lúc này người kia lại lần nữa bổ nhào về phía cậu sau đó nhanh chóng vung đồn công kích đánh cho may than ngã văng vào tường gã dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm gương mặt may than vài giây sau đó đột nhiên áp sát liếm nhẹ lên cổ của cậu không hề do dự cắn xuống sau khi nhà ra còn không quên tiếc nuối liếm số máu còn sót lại trên cổ may than nhân cơ hội này định cho gã một đạp nào ngờ người kia nhanh nhẹ nắm được cổ chân của cậu trên gương mặt còn lộ ra nụ cười thâm ý Cùng lúc này, trong hang ổ dưới lòng đất, một người mặc đồ đen đang lén lút điều tra gì đó. Khi nghe thấy tiếng bước chân, người kia nhanh chóng trốn đi. Đám tội phạm ném toàn bộ những thứ lấy được trên người May Than lên bàn. Bên trong đó có cả chiếc vòng mà Thái tử tặng cho May Than. Sau đó, thêm một người bước vào. Hắn ta vui sướng bày tỏ chắc thằng nhóc kia đã bị thú nhân xé xác rồi. Đợi đám người kia rời đi, người mặc đồ đen mới bước ra ngoài. Trông thấy chiếc vòng cổ trên bàn, Ánh mắt anh ngập tràn lửa giận. Phía bên này, gã thú nhân đang dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn về phía May Than. Hiện giờ chỉ còn một cách, May Than rút dao găm ra. Tính toán khi gã lại gần cậu sẽ ra tay giết gã rồi bỏ chạy. Nào ngờ người kia lại trực tiếp gục lên vai cậu hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi người đàn ông lần nữa tỉnh lại, May Than đã tự cởi trói cho bản thân xong rồi. Cậu nắm chặt dao găm ngồi ở một góc tường đề phòng nhìn gã một lúc lâu sau hình như người đàn ông kia đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi lúc này may than mới thả lỏng ngồi phịch xuống sàn người đàn ông chú ý tới dấu răng trên cổ may than gã đột nhiên lên tiếng xin lỗi lời này dọa cho may than hết hồn người kia giải thích hành động vừa rồi là do gã không được tỉnh táo vô cùng xin lỗi vì làm may than bị thương người đàn ông này thuộc tộc người sói lý do gã nổi điên chính là vì hôm nay là đêm trăng rằm người sói tên là cedric vốn dĩ gã có một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình ở một vùng quê yên bình mong muốn lớn nhất của gã chính là bảo vệ những đứa trẻ trong bộ tộc khỏe mạnh lớn khôn và trở thành tộc trưởng nhưng em gái của gã cảm thấy huyết thống người sói hiện giờ không còn thuần khiết nữa cô bé rất muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài cedric một mực cho rằng người sói không nên tiếp xúc với nhân loại bên ngoài bởi loài người luôn cho rằng người sói vô cùng nguy hiểm hơn nữa bọn họ là loài động vật hiếm có luôn có nguy cơ bị đám buôn người nhắm chúng. Ngày nọ, Cedric theo thường lệ vào rừng kiếm thức ăn. Đây là nơi xa nhất mà gã từng tới. Nhưng khi gã đem theo đồ ăn trở về, toàn bộ thôn người sói đã bị thiêu rụi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của em gái, Cedric không chút suy nghĩ xông tới cứu. Nhân lúc gã sơ hở, một tên tội phạm vung gậy đánh lén. Cedric dùng toàn bộ bản năng loài sói phản kích. Nhưng sau cùng bị một viên đạn bắn hạ. Bất lực hôn mê, nghe xong câu chuyện may than lên tiếng hỏi cedric về tung tích của những người khác cedric buồn rầu đáp phần lớn mọi người đã được đưa tới những vùng đất khác thật may thành viên bộ lạc người sói của gã đều được đưa tới vương quốc này cedric muốn chống trả để bảo vệ tộc nhân kết quả đám người kia liền nhốt gã lại hành hạ gã nghe xong toàn bộ câu chuyện may than đứng dậy xem ra chuyện cần làm lúc này là nhanh chóng rời khỏi đây sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài nhưng ra ngoài bằng cách nào đây cánh cửa này đã bị khóa bên ngoài rồi nghe vậy cedric kiến nghị có thể trốn theo hướng trần nhà sau cùng may than đứng trên vai cedric thành công leo ra ngoài trước khi rời đi còn không quên hứa với cedric bản thân nhất định sẽ quay lại cứu gã sau khi thoát khỏi phòng giam may than sốt ruột tìm cánh cửa thoát ra bên ngoài trong lúc tìm kiếm cậu trông thấy những thú nhân bị giam cầm và ma thú non bị nhốt hai tên tội phạm canh gác còn đang bàn bạc xem nên bán từ đâu sự căm giận của may than dành cho bọn chúng lên đến cực điểm. Nào ngờ, chính vào lúc này, một bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại kéo vào một góc khuất. Đợi đến khi hai tên tội phạm rời đi, anh mới buông may than ra. May than vội vàng kéo giãn khoảng cách cảnh giác hỏi. Người kia là ai? Vì sao lại giúp cậu trốn? Đối phương không lên tiếng. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn dấu răng trên cổ may than. Ánh mắt người mặc đồ đen trầm xuống. Em làm gì ở đây? Lẽ nào không ai nhắc nhở em không được tới nơi nguy hiểm này sao? Mai Than nghe vậy ngơ ngác. Cậu hoàn toàn không hiểu được mạch suy nghĩ của người này. Thấy bộ dạng này của cậu. Người đàn ông chạm rãi áp sát. Đến khi ép Mai Than dựa sát vào tường mới dừng lại. Xem ra em không chịu nghe theo kiến nghị của người khác. Nhìn kết cục của em khi một mình chạy đến đây đi. Bị chó hoang cắn rồi. Nam chính thứ hai xuất hiện thẳng thắn bày tỏ từ trước đến nay thứ tôi muốn chỉ có một mình em lúc này may than đang bị người mặc đồ đen áp sát vào tường trông thấy dấu răng trên cổ cậu anh không nhịn được vừa lo lắng vừa giận đây chính là kết cục của việc không nghe lời nhìn đi em bị chó cắn rồi ngón tay của đối phương đụng chạm vào vết thương làm may than cảm thấy vô cùng khó chịu cậu tức giận đẩy anh ta ra rốt cuộc anh là ai vì sao lại nói chuyện như kiểu anh đã biết tất cả những chuyện liên quan đến tôi vậy nghe được những lời này của cậu Ánh mắt Duke xẹt qua một tia xảo quyệt. Chúng ta vẫn, vẫn nên nói đến chuyện. Hiện giờ ngoại trừ tôi ra, không còn ai có thể giúp em thoát ra ngoài. May Than không hiểu được anh có ý gì. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động của kỵ sĩ đoàn. May Than mới nhận ra đây chính là nơi mà chị gái nhắc tới sáng nay. Duke nói cho May Than biết. Dù có kỵ sĩ đoàn ở đây, thì chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. May Than mím chặt môi. Nhưng sao tôi có thể tin tưởng anh được đây? Chuyện anh biết rõ tôi là ai cũng rất đáng ngờ rồi. Anh tự nói giúp, cho bản thân còn chưa xong làm sao tôi có thể tin anh không có ý đồ riêng. Đúc nghe vậy bật cười. Xem ra em cũng không ngốc. Được thôi, tôi sẽ giúp em rời khỏi nơi này. Nhưng đổi lại, tôi muốn em giúp tôi một chuyện. Thế nào, điều này dễ dàng hơn những gì em tưởng tượng phải không? May than còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thì ra chị gái dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tiến vào xào huyệt của bọn tội phạm thành công bắt được một tên trong nhóm tội phạm. Nhưng trong lúc bọn họ đang bàn bạc, kẻ kia ném ra một viên đá ma pháp có năng lượng bùng nổ. Thấy tình huống này, đu kỹ nhăn chặt mày. Xem ra có người tạo ra một vụ nổ. Bọn chúng muốn hủy mọi chứng cứ. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước khi nơi này đổ sập. Còn về những thú nhân bị giam cầm kia, nếu bọn họ may mắn, thì sẽ được kỵ sĩ cứu ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh bị vùi lấp đến chết. Lúc này, May Than nhớ đến ánh mắt tràn ngập chờ mong của Cedric trước khi cậu rời đi. Hiện giờ May Than không rõ bản thân có thể giúp gì cho người mặc đồ đen này, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể đồng ý với điều kiện của anh ta. Cùng lúc này, chị gái đang dùng ma pháp bảo vệ để tạm thời ngăn cản vụ nổ, sau đó lệnh cho kỵ sĩ phải cứu được toàn bộ thú nhân bị giam cầm. Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa, những thú nhân bị giam cầm đã được đu và May Than thả ra ngoài. Chị gái vô cùng nghi hoặc trước khi bọn họ hành động thì khóa phòng giam của các thú nhân đã được mở điều này đồng nghĩa với việc ngoài bọn họ còn có người khác đang ở đây chuyện cấp bách trước mắt là sơ tán toàn bộ ra khỏi nơi đây rồi lại nói phía bên này may than đưa duke đến phòng giam của cedric bởi vì trước đó duke dùng ma pháp để mở khóa thả những thú nhân kia ra ngoài vậy nên may than không nghĩ nhiều thúc giục duke mở khóa cho cedric nhưng duke lại báo cho cậu một tin xấu chiếc khóa này được khảm một viên đá ma pháp đặc biệt anh không có cách nào mở nó ra nhưng có lẽ may than có thể thử xem. Ban đầu nghe được những lời này may than cảm thấy thật nực cười. Đến đu còn không mở được thì một người không có ma lực như cậu sao có thể làm được? Nhưng vào giây phút may than chạm vào ổ khóa, cánh cửa tự động mở ra. Cả người may than sững sờ, hoàn toàn không dám tin bản thân đã thành công mở khóa. Đu trầm mặc dường như cảm giác của anh không sai. Không phải may than không có ma lực, trong cơ thể cậu mang một loại thể chất đặc biệt mà thôi. Loại thể chất có thể trung hòa toàn bộ ma lực Nghe vậy May Than có hơi nghi ngờ. Cậu không cho rằng nguyên chủ có loại thể chất này. Rất có thể do cậu xuyên vào cơ thể nguyên chủ, nên đã có gì đó thay đổi. Trông thấy May Than giữ đúng lời hứa quay lại cứu mình. Cedric vô cùng biết ơn. Ba người cùng nhau rời khỏi phòng giam. Không ngờ khi đi tới sân thượng. Đu không nhanh không chậm giải thích khi toàn kiến trúc này sụp đổ. Đi xuống càng sâu sẽ càng nguy hiểm. May Than nghe vậy xù lông. Cao như vậy. Lẽ nào muốn nhảy băn di xuống à? cậu cũng chỉ là một người bình thường, không giống hai người bọn họ, sao có thể làm được chuyện phi vật lý thế này? Như thế này chi bằng bị đẻ chết. Cedric và Du cùng nhìn về phía cậu. Nhảy băn di là cái gì? Lúc này, tiếng tìm kiếm của đoàn kỵ sĩ càng lúc càng tiến gần dọa cho may than hết hồn. Đoàn trưởng, tôi nghe thấy trên sân thượng có tiếng động. May than nghe vậy hoang mang. Nếu như bị chị gái phát hiện thì chắc chắn cậu sẽ bị tẩn cho một trận. Cedric nhận ra sự hoang mang của cậu gã đề xuất may than và duke nhảy trước cedric sẽ ở phía sau kéo dài thời gian nghe gã bảo nhảy xuống từng tế bào trên người may than đều gào thét không muốn nhưng giây tiếp theo cậu đã bị duke bế lên sau đó anh còn nghiêm khắc dặn dò cậu nếu như không muốn ngã xuống thì đừng có ngọ ngoậy lung tung trước khi nhảy xuống cedric gọi bọn họ lại gã muốn hỏi tên của may than may than cảm thấy để gã biết tên cũng không có vấn đề gì vậy là cậu vội vàng nói tên của bản thân cho cedric nào ngờ giây tiếp theo gã liền kéo tay May Than đặt lên đó một nụ hôn. "May Than, tôi sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm cho tôi hôm nay. Nếu như chúng ta có thể gặp mặt, thì tôi xin thề." Gã còn chưa kịp nói hết câu, Duke đã nổi giận ôm chặt cậu vào lòng. Ánh mắt lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, không nói lời nào, ôm lấy May Than nhanh chóng nhảy xuống dưới. Khi chị gái tới nóc nhà, chỉ còn một mình Cedric ở đó. "Chị gái hỏi những người vừa rồi đã đi đâu?" Cedric đáp bản thân không biết khi gã ra đến bọn họ đã biến mất rồi sau cùng chị gái kích hoạt truyền tống trận đưa mọi người rời khỏi đây cùng lúc này dưới sự giúp đỡ của duke may than hồn bay phách lạc đáp xuống đất rất nhanh may than đã trông thấy lâu đài của gia đình duke đặt cậu ở ban công phòng ngủ may than còn đang kinh ngạc không biết vì sao người này biết cậu ở đây lẽ nào trước đây bọn họ từng gặp gỡ rồi sao duke đáp đây không phải lần đầu bọn họ gặp mặt nhưng trước đó anh đã hoàn thành lời hứa đưa cậu an toàn trở về nhà rồi chúng ta đã giao kèo em cũng đồng ý sẽ làm một chuyện cho tôi may than không phải người không giữ chữ tín cậu hứa sẽ cố gắng hết sức giúp anh nhưng cậu sẽ không làm những chuyện liên quan tới tiền bạc hoặc chuyện nguy hiểm đến tính mạng của cậu duke nghe vậy bật cười đè may than xuống đừng lo thứ mà ta muốn chính là em nam chính thứ hai chính thức lộ diện ai sẽ là người có được may than đây Lúc này, Duke đang cường thế đè may than dựa sát vào tường. May than từ trước đến nay thứ ta muốn chỉ có em. Nghe vậy may than ngơ người luôn. Muốn tôi làm quỷ gì? Đến khi nghe Duke chuẩn xác bày tỏ. Tôi muốn năng lực của em. May than mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà giây tiếp theo cậu lại nghe thấy Duke không nhanh không chậm nói. May than ta cho rằng chuyện này không khó với em. Chỉ cần em cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh ta là được. May than nghe vậy nổi nóng, cái gì gọi là cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh anh? Đục nở nụ cười trêu đùa. Rất nhanh em sẽ hiểu. Em đợi ngày ta đến đón em đi. May than không hiểu ý của người này. Sao lại có cảm giác tình trạng ý thiếp? Tân nương đợi tân Lang đến rước dâu thế này. Đục đã đi xa, may than vẫn còn ngây ngốc tại chỗ hồi lâu. Tên kia vừa nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Chuyện liên quan tới thân thế của Đu. Cùng với chuyện anh ta nhắc tới năng lực của cậu, trong lòng may than lại có thêm vài phần hoài nghi buổi sáng hôm sau bác sĩ theo lịch tới phòng may than kiểm tra nhưng dù đã đứng bên ngoài gõ của cả nửa ngày rồi bên trong đều không có động tĩnh bác sĩ sốt ruột trực tiếp mở cửa chỉ thấy may than đang sốt cao bất tỉnh trên giường một bên khác cedric đã được chị gái của may than đưa tới đoàn tụ với tộc nhân khi gặp lại mọi người gã mới biết tin em gái đã bị bọn tội phạm đánh đập rồi vứt ở vùng hoang vắng không rõ sống chết cedric hiểu rõ mặc dù hiện tại bọn gã đã được cứu nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc hắn hận bản thân không đủ năng lực ngay cả em gái của mình cũng không bảo vệ nổi chứ đừng nói tới bảo vệ những tộc nhân khác vậy là khi thái tử điện hạ tới điều tra cedric không chút do dự quỳ xuống trước mặt hắn xin thái tử cho gã một cơ hội gia nhập đoàn kỵ sĩ của đế quốc cedric còn thể sẽ một lòng trung thành với thái tử điện hạ người sói trước nay nổi danh trung thành ban đầu ca cảm thấy người này đem theo tình cảm cá nhân và mong muốn báo thù mới muốn quy phục nên đã từ chối cedric chân thành bày tỏ mặc dù bản thân muốn báo thù nhưng điều gã mong muốn nhất chính là không để bi kịch ngày hôm nay xảy ra ở những tộc thú nhân khác chỉ vì là thú nhân mà bọn họ phải chịu vận mệnh bi thảm này gã sẽ trở thành kỵ sĩ thú nhân truy nã những kẻ đã gây ra thảm kịch kia đồng thời như vậy gã cũng có thể ngăn ngừa công kích trong tương lai nghe vậy thái tử quyết định cho cedric một cơ hội để chứng minh lòng trung thành của bản thân sau khi mọi chuyện kết thúc thái tử trở về hoàng cung lúc này chị gái của may than Regina, bất ngờ tìm tới bởi vì cô tìm thấy bên trong mặt dây chuyền có chứa ma pháp của thái tử reginer không biết chuyện thái tử đã tặng chiếc vòng này cho may than Regina quyết định đem trả cho thái tử từ phía reginer thái tử biết được chuyện sợi dây chuyền xuất hiện ở chỗ nhóm tội phạm thái tử nắm chặt chiếc vòng trong tay bày tỏ bản thân sẽ tự mình điều tra cho rõ chuyện này ca gọi hai ám vệ luôn theo bên mình tới phân phó bọn họ điều tra toàn bộ hành tung gần đây của may than hắn muốn biết tất cả mọi chuyện về cậu phía bên này may than còn chưa biết mọi chuyện đang dối như tơ vò đã bị bác sĩ gọi tỉnh bác sĩ hung dữ dăn dạy may than một hồi may than không muốn nghe y tiếp tục cảm giảm nữa kêu bác sĩ đưa tờ báo chứa tin tức hôm nay cho cậu xem không ngờ tới ở ngay trang đồ tờ báo may than trông thấy tin tức về một thánh đồ có năng lực thần thánh xuất hiện Người đó chính là nữ chính của tựa game này. Laurin. Xem ra, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Bác sĩ nói cho cậu biết. Trừ tin mới này. Còn có một tin động trời khác. Công tước Roy và người thừa kế bất ngờ qua đời trong một tai nạn. Con riêng của ông ta trở thành người kế thừa tước vị mới. Mọi người đang vô cùng quan tâm đến chuyện này. Ban đầu May Than cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng khi trông thấy cái tên trên báo, May Than chấn kinh người kế thừa mới chính là nhân vật hiếm khi xuất hiện trong game du cậu nhớ rõ nhân vật này chỉ thừa kế lãnh địa của công tước hơn nữa mọi chuyện xảy ra sau khi nữ chính vào học viện hiện giờ mọi chuyện đột nhiên thay đổi may than còn chưa kịp hồi thần quản gia bước vào phòng thông báo hoàng thái tử triệu kiến thì ra sau khi sai người đi điều tra hoàng thái tử biết chuyện ngày đó may than bị bọn tội phạm bắt cóc sau đó nhờ sự giúp đỡ của một người bí ẩn thành công thoát thân nhưng người giúp cậu thoát thân che giấu rất kỹ nên người của thái tử không điều tra ra. Cuối cùng, thuộc hạ còn báo cho hoàng thái tử biết. Thật ra may than không phải không có ma lực, chỉ là loại ma lực này không giống với người bình thường. Vậy là, khi may than bước vào trong tẩm điện, ánh mắt hoàng thái tử âm trầm đến đáng sợ. Khi trông thấy dấu vết băng bó trên người may than, ca mang theo khí thế dọa người tiến lại gần. Xem ra cuộc sống gần đây của em vô cùng hưởng thụ nhỉ. May than còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã phẫn nộ xé rách băng gạc quấn quanh cổ may than xem ra nó không phải một trận ẩu đả thông thường nhỉ. Lẽ nào đây là cách tìm niềm vui thường ngày của em ư? Ngón tay thái tử di chuyển trên cổ làm may than vô cùng khó chịu. Cậu tức giận hất tay hắn ra chất vấn. Vì sao thái tử cứ phải nói mấy lời vòng vo vô ích đó? Thái tử lấy ra sợi dây chuyền tra hỏi. May than thứ này được tìm thấy ở xào huyệt của bọn tội phạm vào ba ngày trước. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Trái tim may than căng thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi ca chỉ đang thăm dò cậu hắn ta đã biết mọi chuyện rồi nghĩ đến đây may than cảm thấy không cần thiết phải nói dối nữa đúng vậy tôi đã đến đó nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới ngài cả tôi cảm thấy bản thân không nên bị đối xử thô bạo như vừa rồi nghe vậy thái tử càng giận ở đó vô cùng nguy hiểm ta lo cho em nghe vậy may than nổi nóng cậu cảm thấy ca không phải đang lo lắng cho cậu người này đang bị ám ảnh bởi cậu nếu không sao một thái tử cao quý lại xa ngã trở thành bạn bè với con trai gia đình nam tước thấp kém chứ hiện giờ may than không muốn thảo luận về vấn đề này với ca may than nói xong liền muốn rời đi kết quả bị thái tử kéo lại dù may than lớn tiếng kêu thái tử buông tay nhưng hắn không chịu nhúc nhích chính vào lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo cánh cửa được mở ra từ bên ngoài người tới lạnh lùng nói em ấy đã nói rất rõ ràng rồi ngài nên buông em ấy ra đến rồi đây, đến rồi đây. Nam chính thứ hai xuất hiện đối đầu với hoàng thái tử để giành lấy may than. Đục bá khi kéo may than vào lòng lạnh lùng tuyên bố chủ quyền. Em ấy là của tôi, may than nghe vậy á khẩu. Chuyện quái gì vậy? Cậu hoàn toàn không nhận ra người đàn ông, trước mặt này là người mặc đồ đen giúp cậu thoát khỏi xào huyệt của bọn tội phạm. Đến khi giọng nói dịu dàng của Đục vang lên bên tai. Không phải ta đã nói, rất nhanh ta sẽ trở về đón em sao? May than nghe vậy sững sờ, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, ca đã sốt ruột lên tiếng. Công tước đu, ngài đang làm gì vậy? Làm vậy là bất lịch sự với may than. Tôi kiến nghị ngài lập tức buông em ấy ra. Nghe vậy đu không hề nhúc nhích. Ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu không hề che giấu. Tôi đối xử với em ấy như thế nào không phải trọng điểm, trọng điểm là em ấy thuộc về tôi. Thái tử nghe vậy nổi giận. Hắn quay sang hỏi may than. Đây là sự thật ư, ừ. may than bị hỏi cũng không biết phải trả lời ra sao. Trong lòng cũng dối như tơ vỏ thấy cậu căng thẳng, Duke vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vị trí vết thương trên cổ May Than nói. Ta nghĩ chuyện lần này nên nói cho rõ ràng. Anh hướng ánh mắt về phía thái tử. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ xử lý tất cả những chuyện liên quan đến May Than. Ngài chỉ cần báo cho tôi là được rồi, không cần triệu kiến em ấy tiến cung. Dù sao mọi chuyện của May Than cũng là chuyện của tôi rồi. Nói xong, anh liền đưa May Than đi. Thái tử trơ mắt nhìn May Than cứ như vậy, bị một người đàn ông khác đưa ra khỏi tẩm cung của hắn, phẫn nộ trong đáy mắt cũng tràn ra ngoài vì sao luôn là anh ta mình không thể để anh ta đưa may than đi mình bắt buộc phải đưa may than rời khỏi đó hoàng thái tử siết chặt nắm tay hắn nhớ tới những với may than nói trước đó ngài không phải đang lo lắng cho tôi mà đang chấp mê thái tử cũng không biết vì sao hắn cảm thấy bản thân không có cách nào chấp nhận chuyện may than ở bên cạnh người khác hắn cũng không chịu được khi may than có bí mật không cho hắn biết chuyện may than không để tâm đến cảm giác của hắn làm hắn muốn phát điên thái tử biết rõ cảm giác này không phải chấp mê lúc này hắn mới nhận ra hình như bản thân đã yêu may than mất rồi phía bên này sau khi ra khỏi tẩm cung của thái tử may than tức giận hất tay duke ra chất vấn anh thực sự là người đó sao duke nở nụ cười không nhanh không chậm đáp nếu như em không tin tôi tôi có thể ôm em vào lòng lần nữa tôi không ngại đâu chúng ta có thể thử thêm lần nữa may than nghe vậy muốn nổi điên tại chỗ thực sự là anh ta cậu lại ở bên cạnh một người vốn dĩ không nên có bất cứ quan hệ nào rồi. May than thử tìm cách tránh xa Du. Cái đó, hoặc là tôi có thể thay đổi nguyện vọng của anh. Tôi không biết vì sao anh lại cần tôi, nhưng tôi vô dụng hơn tưởng tượng của anh nhiều, đối diện với lời tự trào phúng của May Than. Du lại không cho là vậy. Không cần, em không cần làm gì cả. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Hơn nữa tôi còn có thể cho em một chỗ ở thoải mái và đồ ăn ngon, còn cho em rất nhiều tiền để tiêu, điều kiện chắc chắn tốt hơn lao động nặng nhọc. Vậy nên em không cần oán giận nữa. Mặc dù cảm thấy những thứ này không tồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người này là Du. Anh ta cũng là một trong những nhân vật chính của trò chơi. Nếu như ngốc ở bên cạnh Du, cậu thực sự không biết khi nào sẽ mất mạng. Thấy May Than không lên tiếng, ánh mắt Du trầm xuống. Hắn nở nụ cười tà mị nói, "Được thôi, tôi cũng không ép buộc em." Nhưng nếu như em không tuân thủ những gì đã hứa, thì em sẽ phải trả giá. Chàng trai này bị em gái đá vào game hẹn hò để giữ mạng, cậu một lòng muốn tránh xa các nhân vật chính. Kết quả lại khiến cho các nam chính vốn dĩ nên vây quanh nữ chính lại quấn lấy cậu không rời. Từ sau lần Duke cảnh cáo may than tốt nhất nên tuân thủ lời đã hứa, nếu không cậu sẽ phải trả giá đắt, thì mỗi ngày may than đều sống trong run rẩy, lúc nào cũng sợ có một ngày Duke sẽ tới tìm cậu. Đồng thời, sau trận cãi vã giữa Hoàng thái tử và May than ngày đó, thái tử nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu. Hai người liền không còn liên hệ với đối phương nữa. Ban đầu Mai Than còn cảm thấy có chút tự trách. Cậu ấy nấy bản thân có hơi cay nghiệt với ca, nhưng mỗi khi nghĩ tới kết cục bi thảm của bản thân trong trò chơi này, Mai Than vẫn cố hết sức an ủi bản thân rằng cậu đã làm một chuyện tuyệt vời. Trong thời gian này, anh cả của Mai Than cũng thuận lợi kế thừa tước vị bá tước. Từ đây, Mai Than sâu sắc hiểu được bản thân, sẽ không còn được sống cuộc sống muốn gì được nấy nữa. Trong lúc Mai Than còn đang phiền não suy nghĩ về tương lai sắp tới anh cả xuất hiện tuyên bố có chuyện cần thương lượng riêng với cậu may than vừa ngồi xuống đối diện anh cả hắn ta liền ném bức thư mà duke gửi cho may than lên bàn tôi không rõ vì sao cậu lại quen biết công tước duke nhưng cậu phải hiểu rõ gia tộc duke là gia tộc nắm giữ mọi bí mật đen tối của hoàng thất hơn nữa duke còn là một đứa con riêng không được người đời biết đến anh cả trách may than kết toàn bạn bè không đem tới chút lợi ích nào cho gia tộc nói xong hắn lại lấy ra một bức thư khác đây là thư mời nhập học đến từ học viện ma pháp thấy bức thư này may than vô cùng lo lắng phải biết trò chơi mở màn từ học viện này may than sốt ruột giải thích với anh cả có lẽ học viện gửi nhầm rồi bản thân cậu chẳng có chút ma lực nào anh cả mặc kệ những lời cậu nói hắn cho may than ba sự lựa chọn hoặc là chọn một trong ba hoặc sẽ phải làm việc dưới trướng của hắn vừa nghĩ tới chuyện làm việc dưới sự sai bảo của anh trai may than liền có thể tưởng tượng ra cuộc sống mỗi ngày như nô lệ của bản thân có chết cậu cũng không chịu nhưng liệu cậu nên làm việc cho một người không rõ động cơ như Duke không? Hay là dựa theo thiết lập trong nguyên tác tới học viện học tập? May than tiến thoái lưỡng nan, chọn cái nào cũng vô cùng nguy hiểm. Một bên khác, trong suốt thời gian này, nữ chính vẫn luôn liên lạc qua thư với nữ phụ ác độc Rosie. Nghe tin gần đây Rose bị bệnh, Uliel đặc biệt gửi thư tới hỏi thăm, sau đó còn bày tỏ vô cùng mong chờ được gặp cô ở học viện, trong thư Uliel còn nói sẽ giới thiệu một người hầu gái vô cùng đặc biệt cho Rosie. Thời gian cứ thế trôi, ngày nhập học cuối cùng cũng tới. Yuliel mang đầy chờ mong cầm bức thư của Rosie trong tay. Lúc này, cô đột nhiên chú ý tới vật trang trí kỳ lạ trên đầu hầu gái bên cạnh. Hầu gái nói cho Yuliel biết thứ này gọi là lô cuốn tóc. Là con gái, sao có thể không chăm chút cho tóc mái của bản thân cho được. Yuliel bị hầu gái chọc cười. Sae em lúc nào cũng thú vị như vậy. Sa e nghe vậy nở nụ cười chỉnh lại kính mắt. Cô hầu gái này không ai khác chính là người em gái ruột đã đá may than vào trò chơi hẹn hò này. Tiêu rồi, nam chính và nữ chính trong game gặp mặt rồi. Hơn nữa hiện trường còn có sự tham gia của nữ phụ độc ác. May than hoảng hốt, điều này có nghĩ là thời gian cậu chết không còn xa. Nhưng mà sao mọi chuyện diễn ra không giống cốt truyện? Sao nữ chính là nhào vào lòng nữ phụ? Đáng ra nên ôm lấy thái tử mới đúng chứ? Phần trước nói tới, may than khổ não không biết nên tới học tập tại học viện ma pháp, hay đến bên cạnh đục Bất luận đi tới đâu cậu cũng đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng so với việc mỗi giây mỗi phút đều phải ở cạnh người động cơ mờ ám, không biết chết lúc nào như đu, thì cậu không thể không lựa chọn đi tới học viện ma pháp, nơi trò chơi bắt đầu. Nghĩ tới chuyện đây là tình tiết duy nhất mà cậu biết có liên quan tới cốt truyện. Trong buổi lễ nhập học của tân sinh, may than sầu não suy nghĩ cách sinh tồn ở học viện. Cậu nhắc nhở bản thân phải giữ cái đầu lạnh, có lẽ có thể sống tốt ở nơi này trừ việc cố gắng hết sức không thu hút sự chú ý của người khác thì chỉ cần trong tương lai học viện phát giác ra chuyện cậu không có ma pháp thì cậu sẽ bị đuổi như vậy may than có thể đem theo số tiền dành dụm rời khỏi đế quốc này may than đang suy nghĩ đến nhập tâm thì tiếng hò reo của các tân sinh xung quanh dọa cậu hết hồn mọi người vô cùng phấn khích vì hoàng thái tử thân là đại diện cho tân sinh bước lên đài phát biểu may than thấy vậy cạn lời chả trách nhóm nữ sinh ngồi dưới gào thét đến đáng sợ như vậy thấy người đàn ông đang tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Cũng có thể do ca là nam chính, nên may than không thể không thừa nhận hắn ta là người đẹp trai nhất thế giới. Nếu không phải hai người lớn lên bên nhau, thái tử thường xuyên vây quanh cậu, nếu như đây là lần đầu tiên cậu gặp được thái tử, nói không chừng cũng không nhịn được mà kinh ngạc như tất cả mọi người ở đây. Khi thái tử, trên sân khấu chú ý tới may than ngồi phía dưới hắn liền khó chịu quay mặt đi, không thèm nhìn đến cậu. Sau khi buổi lễ kết thúc, Rosie ôm theo một bó hoa chúc mừng tới gặp may than, Cô vô cùng vui vẻ vì ba người bọn họ lại có thể ở bên cạnh nhau. Nói xong, Rosie kéo tay May Than đưa cậu đi tham quan một vòng học viện. May Than không muốn đi chung với thái tử. Cậu lấy lý do hôm nay là buổi lễ nhập học chắc hẳn ca rất bận rộn. Dù sao hắn cũng là chủ tịch hội sinh viên. Để từ chối đi chung. Nào ngờ ca lại nở nụ cười tươi giói vờ, như không nghe hiểu được ý đuổi người của May Than. Ca không nhanh không chậm nói. Không, không bận. Nhưng bạn học khác trong hội sinh viên đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi may than cũng hết cách chỉ đành chấp nhận cùng rosie và ca đi một vòng học viện may than vừa đi được vài bước thì một chiếc khăn tay từ đâu bay vào mặt cậu vào lúc tất cả mọi người còn đang ngơ ngác một cô gái vội vàng chạy tới bày tỏ sự áy náy khi thấy người kia là uliel may than suýt thì hóa đá tại chỗ đây chẳng phải là cách mà nữ chính lên sàn à may than kinh hoàng đến mức quên trả lại khăn tay cho uliel đến khi uliel xấu hổ bước tới trước mặt cậu nói Ngại quá, đây là chiếc khăn tay mà tôi vô cùng trân quý, cậu có thể trả lại nó cho tôi được không? Lúc này May Than mới hồi thần đưa lại khăn tay cho nữ chính. Lúc này, nữ chính đột nhiên hỏi tên của May Than. Cả ba người May Than, Rosie và Ca đều sững sờ. Cậu suýt quên luôn nam chính hoàng thái tử còn đứng bên cạnh. Hơn nữa lúc này nam chính, nữ chính và nữ phụ phản diện đã đụng mặt nhau. Không lẽ nào câu chuyện vừa bắt đầu đã kết thúc rồi đi? Lúc này, May Than bắt buộc phải ngăn cản nam nữ chính quen biết nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu. Yuliel căn bản không thèm nhìn tới nam chính. Cô trực tiếp nhào vào lòng Rosie, còn hưng phấn bày tỏ tớ rất nhớ cậu. Ca thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, còn may than thì không dám tin. Cậu không hiểu vì sao người nữ chính ôm không phải thải tử mà lại là Rosie, cậu nhớ rõ trò chơi không bắt đầu theo cách này mà. May than lắp bắp hỏi, cái đó, Rosie, sao em lại quen nữ chính? À không, anh là em quen cô ấy à? Nghe được câu hỏi, Yuliel mới bịn bị dị buông Rosie ra. Cô hành lễ chào hỏi Maythan, xin lỗi vì chuyện bất lịch sự vừa rồi. Sau đó giới thiệu qua về bản thân. Maythan cũng bị hành động này làm cho bối rối. Nhưng khi cậu giới thiệu thân phận của bản thân xong, Yuliel lại kích động nắm lấy tay của cậu. Thì ra anh chính là Maythan. Rosie đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Vừa rồi em có hơi căng thẳng, không ngờ anh thực sự rất giống tiểu thư Rosie. Maythan không lường được tính cách của nữ chính lại hoạt bát như vậy cậu nhớ rõ tính cách của nữ chính trong game khác hoàn toàn hiện tại chính vào lúc nữ chính còn đang chuẩn bị nói thêm gì đó ca không vui bước tới bên cạnh cô chắc hẳn tiểu thư chính là vị nữ sĩ có sức mạnh của thánh nữ rất vui có thể gặp được tiểu thư ở học viện Rồi xong, công tước Phúc Hắc chuẩn bị trừng phạt May Than rồi. Duke phái người điều tra biết được chuyện May Than bỏ trốn khỏi anh, để tới học viện ma pháp. Mặc dù cảm thấy hành vi phản kháng này của cậu có vài phần đáng yêu. Nhưng nếu như cậu đã phá vỡ lời hứa thì anh phải cho cậu trả giá xứng đáng. Ban đầu May Than chỉ muốn không thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, âm thầm chờ đợi học viện phát hiện ra chuyện cậu không có ma pháp rồi đuổi học. Đến lúc đó cậu sẽ đem theo tiền riêng trốn khỏi đế quốc này. Nào ngờ nữ chính cứ bám giết lấy cậu không rời kể. Từ sau lần hai người gặp mặt ở buổi khai giảng, nhờ có vầng hào quang của nữ chính, Mai Than ngay lập tức trở thành nhân vật nhận được sự chú ý của mọi người. Cùng với danh tiếng xấu từ trước đó của cậu, đi đến đâu May Than cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, May Than quyết định chủ động lên tiếng. "Chuyện đó, Julia, cậu không cảm thấy ở đây rất không thoải mái à? Có lẽ cậu nên ngồi ở chỗ khác." Mai Than chỉ về vị trí đối diện. Cậu nhìn xem ở chỗ đó còn rất nhiều ghế trống nhưng hình như nữ chính hoàn toàn không nghe ra ý muốn đuổi người của cậu cô nở nụ cười vô trí đáp không tớ rất ổn không cần lo cho tớ may than khóc không ra nước mắt ý tôi là đôi để ý có hiểu không hà phía sau lưng vang lên những lời bàn tán không mấy thiện ý của các bạn học bọn họ lo lắng may than bắt nạt julia nhưng e sợ vì tiếng xấu trước kia của cậu nên không dám lại gần nghe xong may than lựa chọn tránh xa julia muốn tìm một vị trí không có ai để ngồi xuống Cậu vừa rời đi, Julia đã bị một nhóm bạn học vây quanh. Hết người này đến người khác quan tâm hỏi nữ chính có bị thương ở đâu không, có cần bọn họ giúp đỡ không. Các bạn học còn nói cho Julia nghe về những tin đồn xung quanh May Than. Nào là May Than là kẻ gây rối nổi tiếng, còn nghe nói gần đây cậu ta uống say còn sàm sỡ một vị nữ sĩ, thậm chí còn đánh chết người. Bạn học nhắc nhở Julia, nhớ cẩn thận với May Than. Có liên quan đến tên gây rối đó không tốt cho tiểu thư đâu julia nhìn bóng lưng cô độc của may than dựa theo giác quan của bản thân từ lần gặp mặt đầu tiên julia đã biết may than không phải loại người đó may than cũng lười để ý đến những lời nói xấu của bạn học dù sao cậu cũng không làm những chuyện kia đến khi giáo sư bước vào lớp tiếng bàn tán về cậu mới chấm dứt may than còn chưa kịp mừng thầm thì đã kinh ngạc phát hiện giáo sư giảng dạy tiết học này là chị hai aileiner của cậu sau khi tiết học kết thúc May than không chờ được xông lên bục giảng hỏi Ailiner vì sao chị lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải Ailiner làm việc ở phòng thí nghiệm sao? Ailiner không trả lời câu hỏi của May than, mà không vui hỏi ngược lại May than. Vì sao không nói cho người nhà biết cậu có năng lực mới? May than không dám tin nhìn Ailiner. Sao chị hai lại biết chuyện này? Lúc này, chị hai mới lên tiếng giải thích. Thì ra Hoàng Thái Tử đã đến tìm cô, mong cô có thể giúp đỡ May Than. Có lẽ May Than không thể khống chế năng lực của bản thân, lúc này may than mới biết thái tử vẫn âm thầm điều tra cậu cậu cũng bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân bản thân nhận được thư mời nhập học của học viện cũng do ca sắp xếp trong lúc may than sững sờ chị có vài phần thất vọng ngỡ mắt kính xuống thật ra chuyện tệ nhất chính là người khác nói cho chị biết em có năng lực mới may than giải thích cậu cũng không định che giấu chỉ là năng lực này mới được phát hiện gần đây đồng thời nó cũng không có gì đặc biệt nên cậu mới không cho người nhà biết chị hai cưng chiều gõ vào chán cậu nói Năng lực của em có đặc biệt hay không không quan trọng, chị chỉ muốn em biết em có thể trông cậy vào bọn chị, vì chúng ta là người một nhà. Lúc này, bên trong phủ công tước, Du nhếch môi cười nhìn những tấm ảnh thông báo hành tung của Mai Than ở học viện. Đó là nơi em đến sau khi trốn khỏi tôi ư? Kiểu phản kháng hời hợt này cũng khá đáng yêu đó. Nhưng em không hề hay biết bản thân vừa rơi xuống cạm bẫy khổng lồ. Kệ thế nào, em đều phải trả giá vì rời xa tôi. Tiêu rồi, tiểu thiếu gia say rượu trong lúc mơ hồ còn bị một nhân vật thần bí dở trò sau một tuần may than nhập học ngoại trừ những ánh mắt chán ghét luôn dính lấy cậu ở mọi nơi thì mọi thứ đều tiến triển khá thuận lợi chỉ có điều những tin đồn mà các bạn học nói kia nếu là nguyên chủ thì điều đó là đúng nhưng cậu thì khác trừ khi đánh chết cậu chứ cậu chắc chắn không làm ra những chuyện kia vậy rốt cuộc tin đồn kia từ đâu ra trong lúc may than đang suy tư thì ba bạn học gọi cậu lại bọn họ kéo cậu đến một góc khuất muốn nói chuyện riêng với cậu may than đã quên mất bọn họ là ai rồi. Đến khi kẻ cầm đầu cười cợt nói, bọn họ là bạn cũ của cậu, còn bày tỏ dù Mai than có cố gắng thay đổi bản thân đến đâu, thì sau cùng vẫn sẽ biến thành mục tiêu chỉ trích của mọi người từ miệng hắn ta. Lúc này, may than mới nhớ ra, bọn họ chính là đám nhóc chê cười cậu không có ma lực. Thì ra bọn chúng muốn báo thù chuyện bị cậu đánh năm xưa, nên mới tung tin đồn thất thiệt về cậu. May than nhịn không được bật cười, chào phúng bọn họ chỉ biết báo thù người khác, bằng những lời đồn không có thật đó thôi sao? Đây chính là lý do khi đó các người bị đá vào mông. Có nhớ không hả, vì các người không biết giữ cho cái miệng của bản thân ngậm lại. Nghe được những lời này, đám người trước mặt tức giận đến đen mặt. Tóc vàng túm lấy cổ áo may than vung tay muốn đánh cậu. Thật may khi may than bị bọn chúng cưỡng ép kéo đi, trùng hợp bị Uliel trông thấy. Nghe thấy có người đưa giáo sư đi về phía này. Đám bắt nạt không thể không tạm thời buông may than ra. Đợi bọn chúng rời đi, Uliel mới ló đầu ra, quan tâm hỏi may than có sao không sau khi khách sáo cảm ơn nữ chính may than lên tiếng khuyên cô tốt nhất tránh xa cậu chút tránh gặp phiền phức nhưng yuliel lại chân thành bày tỏ cô không cảm thấy may than là người xấu như những gì mọi người nói lúc này yuliel nghĩ ra một cách hay có thể xóa sạch mọi lời đồn về may than trong buổi lễ chào tân sinh như vậy sau này những kẻ kia không thể tiếp tục bắt nạt may than được nữa yuliel còn bày tỏ sẽ cố hết sức giúp đỡ may than nhìn bộ dạng quan tâm uliel dành cho mình tối đó may than vẫn miễn cưỡng tham gia buổi tiệc chào tân sinh tiếc rằng những tiếng bàn tán khinh thường xung quanh làm uliel không thể đến gần cậu sau cùng may than cảm thấy đến lúc bản thân phải rời đi rồi nào ngờ chính vào lúc này dẫn chương trình của bữa tiệc đột nhiên đến bên cạnh may than cậu ta đề nghị chơi trò uống rượu để phá vỡ bầu không khí cứng nhắc hiện tại lượt chơi đầu tiên chính là nói ra tên người mà bạn thích nếu không muốn nói thì sẽ phải uống rượu Dứt lời, cậu ta liền chỉ về phía nữ sinh ngồi đối diện may than. Ở trước mặt toàn bộ mọi người nói ra tên người mà bản thân thích, nữ sinh kia không biết phải làm sao chỉ nắm chặt ly rượu trong tay. Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía cô. Thấy cô gái sắp nhịn không được mà bật khóc rồi. May than anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ra giải vây thay cô gái uống một ly. Vậy là khi ca đến, may than đang khoác vai bạn học nam uống rất hay. Uriel cũng vì uống nhiều mà ôm lấy Rosie không chịu buông tay nhìn gương mặt đỏ bừng đang cười rất vui của May Than. Rosie bày tỏ cũng rất lâu rồi chưa trông thấy cậu cười vui vẻ đến vậy. Ngài nói có phải không? Thái tử. Ca không nói tiếng nào chỉ nhìn May Than chầm chầm. Rất nhanh, May Than không biết uống rượu đã say bí tỉ gục xuống bàn. Bạn học nam bên cạnh vẫn tiếp tục rót rượu cho cậu. Ca thấy vậy không nhịn được ghé sát lại gần. Nở nụ cười đe dọa nhìn bạn học hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Nghe được giọng nói của thái tử. May Than mơ hồ mở mắt. Ca quan tâm đỡ cậu dậy, hắn muốn đưa May Than trở về ký túc xá. Nhưng May Than lập tức từ chối. Cậu bày tỏ bản thân có thể tự trở về. Không cần thái tử quan tâm. Trước khi rời đi còn năm lần bảy lượt nhắc thái tử đừng đi theo cậu. Cũng đừng tiếp tục sai người điều tra cậu nữa. Nếu không cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Nhìn bóng lưng rời đi một mình của May Than. Ca bất lực cười lạnh. Tha thứ à? Ai tha thứ cho ai? Lúc này, Yuliel lo lắng lên tiếng để cậu ấy trở về một mình như vậy có ổn không yuliel lo may than sẽ bị đám người lần trước mắt nạt phía bên này may than loạn choàng tìm đường về ký túc xá hiện giờ thần trí của cậu đã rất mơ hồ người đứng trước mặt còn không nhìn rõ xui xẻo thế nào lại đụng phải đám người bắt nạt cậu sáng nay thấy cơ hội bắt nạt may than đã đến đám người kia liền muốn dở trò may than cũng không còn sức mà chống trả nhìn may than sụi lơ mặc người bắt nạt đang tựa người vào tường tóc vàng đột nhiên nổi lên hứng thú Cậu ta nâng cầm may than lên nở nụ cười tà ác. Thật may chính vào lúc này một người bí ẩn bước tới. Khi nhìn rõ người tới là ai, đám người kia bị dọa cho không nói nên lời. Vậy là may than lại mơ mơ hồ hồ bị người ném lên giường. May than khó chịu lẩm bẩm nói muốn uống nước. Vậy là người bí ẩn liền dùng miệng đút cho cậu. May than mơ mang mở mắt nhưng lại không trông thấy rõ bộ dạng của người trước mặt. Cậu chỉ cảm nhận được có một đôi bàn tay lạnh lẽo đang không ngừng di chuyển trên cơ thể cậu. Thằng thái tử ca chủ động tìm May Than rồi. Còn muốn nói chuyện riêng với cậu. Lẽ nào người đưa May Than trở về phòng đêm qua chính là hắn ta sao? Buổi sáng hôm sau, May Than hốt hoảng tỉnh giấc. Nhớ đến những ký ức mơ hồ đêm qua, May Than không nhịn được mà thở gấp. Cậu không ngờ bản thân lớn bằng từng này rồi còn mơ loại giấc mơ kia. Dù sao ở thế giới thực cậu cũng đã U30 rồi. Nhưng khi trông thấy những ấn ký mờ ám trên cơ thể, May Than mới giật mình kinh ngạc. Cậu vội vàng chạy tới trước gương nhìn những dấu vết trên người may than không thể không chấp nhận đêm qua không phải một giấc mơ chỉ có điều chuyện người kia là ai cậu không tài nào nhớ nổi vào lúc may than đang vò đầu bứt tay đau khổ thì uliel bước tới bên cạnh cậu may than cậu sao vậy tớ gọi rất nhiều lần rồi mà cậu không phản ứng may than bị giật mình vội vàng che cổ lại cậu sợ những dấu vết đêm qua bị nữ chính trông thấy may than lúng túng bày tỏ không có gì nhưng bộ dạng này của cậu vẫn bị uliel nhìn thấu cô hỏi may than lẽ nào tối qua giữa cậu và hoàng thái tử xảy ra chuyện gì không vui sao nghe vậy may than sững sờ sao yuliel lại nói như vậy nữ chính kể lại đêm qua vì lo lắng cậu trở về một mình không an toàn nên tớ đã đem chuyện cậu bị bắt nạt kể cho hoàng thái tử ca sau khi nghe xong thái tử vội vàng đuổi theo cậu nhưng rất nhanh thái tử đã quay trở về buổi tiệc có điều sắc mặt có vẻ không vui vậy nên vừa rồi tớ mới hỏi cậu có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì không những lời này như xét đánh ngang tay may than, cậu nghi ngờ người đưa cậu trở về, và để lại những dấu vết không dành cho trẻ nhỏ, đêm qua là ca. May than thực sự muốn phát điên rồi, cậu hy vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Lúc này, cô gái may than giúp đỡ trong bữa tiệc nở nụ cười bước về phía cậu. Cô gái ngượng ngùng bày tỏ lòng biết ơn của bản thân dành cho may than. Đồng thời, thông qua hành động trượng nghĩa đêm qua của may than, thái độ của các bạn học dành cho may than đã thay đổi rất nhiều bọn họ còn xin lỗi vì trước kia đã tin những tin đồn thất thiệt mà cô lập May Than. Các bạn học hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của May Than và trở thành bạn của cậu. Mặc dù vô cùng kinh ngạc vì đột nhiên thu được vô số hảo cảm của mọi người, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này sẽ không bị gọi là kẻ gây rối nữa, cậu liền cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt. Sau khi tan học, không biết vì sao Yuliel cứ bám theo May Than tìm chủ đề trò chuyện với cậu. Hiện giờ May Than không có tâm trạng để nghĩ nhiều về điều này, trong đầu May Than toàn là chuyện đêm qua. Trong lúc May Than đang cúi đầu suy nghĩ, thì đột nhiên đụng phải một người. May Than vừa định lên tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, nào ngờ, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đối phương chính là người bạn học bắt nạt cậu hôm trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp. May Than thầm nghĩ, chắc hẳn lần này cậu ta sẽ không tha cho mình. Uliel đứng bên cạnh cũng sợ hãi không dám lên tiếng. Người kia nghiến răng nghiến lợi định nói gì đó. Thì chính vào lúc này Ca và Rosie bước tới. Hỏi May Than và Uliel có muốn tới nhà ăn dùng bữa chưa không? Ca dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía tên bắt nạt, kẻ kia cũng chỉ đành tức giận rời đi. Lúc này, May Than mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu cảm thấy một màn vừa rồi có chút quen thuộc. May Than không hề hay biết, chuyện tương tự cũng xảy ra vào đêm qua trong lúc bản thân say rượu. Lúc này, Rosie cũng đưa cho Uriel và May Than hai bình thuốc giải rượu. Rosie đoán rằng bọn họ sẽ cần dùng tới, dù sao đêm qua cả hai cũng uống đến say mềm. Uriel kích động đỏ mặt vì sự quan tâm mà Rosie dành cho mình nhìn bình thuốc giải rượu trong tay, may than càng thêm khó chịu. Để cảm ơn, Yuliel nhiệt tình mới Rosie cùng cô tới nhà ăn dùng bữa. Cô sẽ mua cho Rosie tất cả những món mà cô thích. Nghe vậy may than liền sốt ruột. Nếu hai người bọn họ rời đi, nơi này chẳng phải chỉ còn cậu và thái tử sao. Chính vào lúc may than chuẩn bị lên tiếng. Ca chủ động giành nói trước. Em có rảnh không, ta có chuyện cần nói với em, đến rồi đây đến rồi đây, khi công tước lòng dạ đen tối, và hoàng thái tử cuồng chiếm hữu hay ghen cùng lúc xuất hiện bên cạnh, thì phải làm sao đây? May than vừa tách ra với ca, thì đã bị công tước đu kéo lại. Trò chơi chạy trốn có vui không? Nhìn người đàn ông đáng lẽ ra không nên xuất hiện, ở nơi này lại đang đứng ngay trước mặt. May than kinh ngạc vô cùng. Anh ta tới đây làm gì? Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng. Duke đã nở nụ cười trêu chọc nói. Chẳng phải ta đã nói, nếu như em vi phạm ước hẹn của chúng ta thì phải chịu trừng phạt rồi à? Xem ra em đã làm xong công tác chuẩn bị rồi nhỉ? Sắc mặt May Than đen thui, cậu hoảng loạn đáp. Cái gì cơ? Khoan, khoan đã. Thật may đúng vào lúc này, ca đuổi tới kịp. Hắn không chút do dự kéo May Than từ trong vòng tay Đục ra ngoài. Ta đã nói rồi, đừng có những hành vi như vậy với May Than. Xem ra từ trước đến nay công tước đều không xem lời nói của ta ra gì. Đục người phần lửa giận đáp lại điện hạ có phải ngài đã quên điều gì đó rồi không tôi cũng từng nói rồi em ấy là tài sản của tôi tôi muốn đối đãi như thế nào hình như không liên quan tới ngài ca căn bản không thèm nghe đây là mấy lời lẽ vớ vẩn gì sao em ấy lại là tài sản của ngươi tôi đã từng nói với ngươi rồi may than là một người chứ không phải một món đồ hai người anh một câu tôi một câu dương cung bạt kiếm không ai nhường ai may than bị kẹt ở giữa cảm thấy như bầu trời sắp sụp xuống rồi rốt cuộc hai người này đang làm cái gì vậy đột nhiên, ca kéo may than ra phía sau lưng. Hiện giờ may than là học viên của học viện, ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Du nghe vậy bật cười. Ngài cứ như vậy mà muốn cướp người đi từ chỗ tôi ư? Đây cũng là lý do lần này tôi đích thân tới học viện. Mặc dù chuyện này không vui vẻ gì, nhưng bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt đó. kể từ đó, hai người bọn họ liền như keo dính cho lúc nào cũng dính lấy bên cạnh may than. mặc kệ là ở nhà ăn hay ở thư viện, dù cho cậu có nhân cơ hội đi xả nước để chuồn, thì hai người kia vẫn bám giết không rời. Nghiêm chỉnh đứng bảo vệ ngoài cửa. Sự nhẫn nại của may than đạt đến giới hạn. Hai vị còn muốn tiếp tục như vậy bao lâu nữa? Điện hạ, lẽ nào hội sinh viên không có chuyện gì để làm ư? Công tước, thân là người đứng đầu của một gia tộc, lẽ nào anh không còn chuyện gì quan trọng hơn để làm ư? Hai người không ai chịu nhường ai một mực chờ đối phương rời đi trước. Bởi vì bản thân có bí mật không thể nói cho người ngoài với đu, nên May Than cần nói chuyện riêng với anh. vậy là cậu chỉ đành dựa theo những lời hứa hẹn trước kia với Ca khuyên hắn nên đối xử với cậu như những sinh viên khác. hy vọng Ca đừng tiếp tục quấn lấy cậu nữa. nghe vậy Duke đắc ý cười phụ họa. điện hạ, ngài nên đi rồi, bởi vì đã đồng ý với May Than. Ca cũng không muốn đánh mất mối quan hệ khó khăn lắm mới trở lại bình thường của hai người. nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn nghiêm túc dặn dò May Than nếu Duke làm chuyện gì tổn thương đến cậu, thì nhất định phải nói cho hắn biết sau khi ca rời đi. May than liền chủ động xin lỗi đục về chuyện cậu trốn chạy. Nhưng bởi vì người đề nghị mang lại, cho cậu tất cả những điều kiện sống tốt nhất là đục. Nên may than mới không thể không bỏ chạy. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, cậu cũng không thích cách đục thăm do cậu. Cậu cũng không rõ vì sao đục lại cần có cậu ở bên cạnh anh. Nếu như đục cần năng lực của cậu, thì có thể dùng cách đơn giản hơn là định kỳ gặp mặt. Cậu không muốn bị hạn chế trong một khoảng thời gian không xác định. Đục lần nữa nhắc nhở may than ban đầu là do may than bằng lòng hiến dâng sự tự do để đi cứu thú nhân kia, vậy nên cậu căn bản không có quyền lợi từ chối. Hơn nữa, nếu như ta thực sự cần năng lực, thì ta sẽ trói em lại, nhốt em ở nơi không thấy được ánh sáng mặt trời. Như vậy cả đời này của em đều có ta ở bên cạnh. Nhưng lý do ta không làm như vậy, đều là vì em. Tiếc là em lại bỏ trốn. Bàn tay to lớn của Duke Bob chặt cổ may than, cả người bắt đầu run lên. Thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy ngạt thở ánh mắt đu trầm xuống sau cùng anh vẫn buông tay trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo may than tốt nhất đừng tìm cách chạy trốn nữa dù cậu có đi đến đâu anh cũng có thể tìm được may than thở hồn hệt âm thầm mắng một câu đồ điên sau khi trở về cậu càng nghĩ càng giận vì là nhân vật chính mà hành hạ cậu cả một ngày hơn nữa cậu thực sự không hiểu rõ ràng đu có thể dùng vũ lực bắt cậu đi nhưng vì sao anh lại không làm vậy không hiểu lý do là may than muốn phát điên luôn đáng chết, cậu phải làm sao mới có thể bỏ trốn lần nữa đây? Đến khi may than ướt như chuột lột từ phòng tắm bước ra. Cả người cậu lại tê dại rồi. Chỉ thấy Đu đang thư thái ngồi trên ghế nói. Tắm lâu như vậy, ta còn tưởng em chết ngạt trong đó rồi chứ. Đến rồi đây, đến rồi đây. Chân tướng nhân vật thần bí xuất hiện đêm đó được hé lộ rồi đây. Phần trước nói tới May Than vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Du đang mất kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Đối diện với lời chất vấn vì sao anh lại xuất hiện ở đây của May Than, Du không hề chột dạ đáp: "Chẳng phải ta đã nói ta sẽ trông chừng em mọi lúc mọi nơi à?" May Than lười tranh luận với anh ta. Cậu thẳng thắn bày tỏ hy vọng Du nhanh chóng rời khỏi phòng của cậu. Dù sao cậu cũng không muốn học viện phát hiện ra có người bên ngoài tự ý vào phòng của cậu, như vậy lại kéo thêm rắc rối. Nghe vậy Du cười lạnh một tiếng. Em nói đúng lắm, chắc hẳn em cũng không muốn người ngoài trông thấy những dấu vết gợi cảm trên cơ thể em. Lúc này May Than mới kịp phản ứng lại, cậu vội vào kéo chặt cổ áo choàng tắm. Sắc mặt Du cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu như em vẫn không nhớ ra chuyện đêm hôm đó, thì ta kiến nghị em nên đi cai rượu." Nghe vậy trái tim May Than hững đi một nhịp. "Sao anh lại biết?" Du nhàn nhạt đáp, "Sao ta lại biết à?" Anh hừ lạnh một tiếng. May Than không kịp để phòng bị Du đẩy ngã xuống giường nếu như em thực sự không nhớ ra thì có lẽ ta có thể giúp em hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm đó may than hoảng rồi khoan đã chính vào thời khắc quan trọng này phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa người đến là bạn học hôm đó đã chuốc say may than lý do cậu ta tới đây là để xin lỗi chuyện hôm đó vậy là công tước bị làm phiền đen mặt bước ra bên ngoài mở cửa bạn học đứng bên ngoài lúng túng còn tưởng bản thân vào nhầm phòng rồi cậu ta bối rối xin lỗi May than không hiểu chuyện gì xảy ra nhân lúc này cũng vội vàng mặc lại quần áo. Đến khi Duke nói cho cậu biết người bạn học kia đã rời đi rồi. May than mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn nộ chất vấn Duke. Có phải anh điên rồi không? Nếu như chuyện ở chung phòng với Duke bị người khác trông thấy, thì may than lại phải chịu đựng những lời đồn đãi kỳ quái. Nghe vậy Duke cảm thấy không hiểu. Anh hỏi ngược lại may than. Chẳng phải trước đây em không thèm để tâm đến những lời nói đó à? May than rất muốn nói, nếu cốt chuyện đi theo đúng nội dung vốn có thì cuối cùng cậu sẽ phải chết. cuối cùng, may than chỉ đành nhịn xuống. thúc giục Du nhanh chóng rời đi. cậu không muốn dây dưa cùng một người biến thái như anh. nghe vậy Du không những không nổi giận mà còn bật cười. ta liền biết em như vậy mới là em, chứ không phải vẻ ngoài mà em luôn đóng giả. rõ ràng may than bị những lời này làm cho kinh ngạc. đúng là một tên đáng ghét. sau một hồi yên tĩnh, Du nói cho may than biết ngày hôm nay đến đây thôi anh cũng nên trở về phòng của mình rồi. À đúng rồi, hiện giờ ta là học viên của học viện rồi. Nghe được những lời này, cả người may than tê dại. Bà nó, muốn chơi như vậy thật đấy à, Mai than hết cách chỉ đành đi tìm chị ba. Sau đó nói với cô rằng bản thân muốn thôi học. Nhưng dựa theo tính cách của chị ba, thì chắc chắn không cho phép may than nghỉ học theo cách này. Cô chỉ lạnh lùng kêu may than. Cúc, những ngày sau đó, vì để trốn tránh đu và hoàng thái tử, may than chỉ đành tìm tới một tầng thượng không người. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ đây không phải là phương án lâu dài. Chắc chắn chuyện hai người kia tìm được cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian. May than đang suy tư thì bạn học ngày đó Trước say cậu lại đột nhiên xuất hiện. Dọa cho may than hết hồn. Thì ra nơi đây chính là căn cứ bí mật của cậu ta. Đây là lần đầu cậu ta thấy có người đến nơi này. Rút thẳng thắn hỏi may than đang trốn Hoàng Thái Tử và công tước à. Dù sao mọi người trong học viện đều trông thấy Hoàng Thái Tử, và công tước duke cứ dính chặt lấy may than một bước không rời người trong học viện đều nói ba người bọn họ đang ở trong mối quan hệ tình tay ba phức tạp hơn nữa đêm qua công tước duke còn xuất hiện trong phòng của may than khi đó rút chỉ cố ý lấy lý do đi nhầm phòng để ba người đỡ lúng túng vậy chắc hẳn hai người có chuyện riêng cần làm trong phòng với nhau rồi may than bị rút nhìn thấu không nhịn được mà phun hết miếng táo vừa bỏ vào miệng cậu hoang mang giải thích đêm qua hai người có chuyện riêng cần giải quyết mà thôi bởi vì bản thân cậu nợ công tước một thứ nhưng lại không có cách nào trả cho anh nên mới trốn đến học viện rút nhịn không được mà đau lòng thay cho may than một giây sau đó an ủi cậu rằng có lẽ công tước sẽ không thường xuyên tới học viện có một số học viên cũng giống với duke vậy ngoài học tập thì bọn họ còn có công việc riêng cần giải quyết vì thế học viện cho phép những trường hợp này hoàn thành khóa học mà không cần tới trường thường xuyên điều này làm may than càng thêm khổ não nếu như vậy thì cậu sẽ không thể đoán được khi nào duke đột nhiên xuất hiện Đêm đó, khi vào phòng, May Than cảnh giác nhìn trái nhìn phải một vòng. Sau khi xác định trong phòng không có ai, cậu mới dè dặt bước vào bên trong. Mọi chuyện phát triển theo hướng hiện tại May Than không thể nào ngờ tới. Cậu nên làm gì đây? Chàng trai này xuyên vào game hẹn hò của em gái trở thành một tiểu thiếu gia ác độc. Vốn dĩ cậu chỉ một lòng muốn tránh xa các nhân vật chính, để tránh khỏi kết cục bi thảm. Nào ngờ các nam chính vốn dĩ, nên ở bên cạnh nữ chính lại bám giết lấy cậu không rời. Tưởng rằng một hoàng thái tử và một công tước đen tối đã đủ làm cho May Than chống đỡ không nổi rồi. Mà ngờ hiện giờ lại xuất hiện thêm một kỵ sĩ người sói si tình, trung khuyển. May Than phải làm sao đây? Từ sau ngày Cedric được hoàng thái tử ca cho phép gia nhập đoàn kỵ sĩ của Hoàng Cung, anh ta vẫn luôn truy tìm dấu vết của đám tội phạm phá hoại thôn làng của bản thân khi ấy. Đến một ngày nọ, chị cả của May Than đột nhiên tìm tới giao cho Cedric một nhiệm vụ mới. Bởi vì trong học viện xuất hiện rất nhiều đồ vật và phương thuốc phi pháp, Hoàng Thái Tử cho rằng những thứ này liên quan tới đám tội phạm, vì thấy hắn lệnh cho Cedric tới học viện để tìm kiếm dấu vết. Với ưu thế về khứu giác nhạy bén của loài sói, chắc chắn Cedric có thể nhanh chóng tìm ra manh mối. Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, chị cả còn không quên nhờ và Cedric giúp cô trông chừng May Than và Rosie. Phía bên này, trong lớp kiếm thuật. Ban đầu, bởi vì chị hai quá xuất chúng nên May Than không thích kiếm thuật. Nhưng tình hình hiện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi cũng không rõ khi nào nguy hiểm sẽ xuất hiện, cậu cho rằng bản thân vẫn cần học tập một chút công phu phòng thân đề để đề phòng bất chắc. Nào ngờ chính vào lúc này, giáo viên dạy kiếm thuật đột nhiên giới thiệu với mọi người về huấn luyện viên mới của lớp, là người giành được vị trí cao nhất của kỵ sĩ trong thời gian ngắn nhất của đế quốc. Người tới không ai khác chính là Cedric. Chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra May Than trong đám đông. Tiếc là lúc này May Than còn đang rối rắm suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới huấn luyện viên mới. Đến khi tiết học bắt đầu, Cedric bước tới bên cạnh cậu, tay nắm tay dạy cậu cách cầm kiếm, còn nghiêm túc nhắc nhở. Thật không hiểu vì sao cậu lại dùng cơ thể yếu ớt này để xông vào hang ổ của bọn cướp. Thì May Than mới nhận ra người trước mặt là ai. Trong lúc trò chuyện, Cedric mới biết May Than chính là em trai của Regina. May Than có chút ngại ngùng vì vừa rồi không nhận ra Cedric, bởi vì hiện giờ nhìn anh đã như một người khác. Những vết thương trên cơ thể đã không còn, tóc cũng cắt ngắn. May Than không tiếc lời khen ngợi. Cedric để kiểu tóc hiện tại rất đẹp. Cậu vừa dứt lời, gương mặt Cedric đã đỏ bừng. Lúc này may than mới nhận ra có gì đó sai sai. Cậu bối rối giải thích, bởi vì màu tóc của Cedric rất hiếm thấy, nên cậu mới nói như vậy chứ không có ý gì khác. Lúc này, may than đột nhiên nhớ ra, trong trò chơi này chẳng phải có một nam chính kỵ sĩ có mái tóc bạch kim là, thú nhân sao? May than kinh hoàng nhận ra, người trước mặt cậu đây, chính là vị nam chính thứ ba của tựa game này lúc này cedric đột nhiên lên tiếng bày tỏ rằng bản thân có một lời trong lòng vẫn luôn muốn nói cho may than biết anh vô cùng biết ơn ơn cứu mạng của may than nếu như không có may than thì cũng không có anh của hiện tại nói xong cedric đột nhiên quỳ một chân xuống đất vậy nên ở nơi đây ngay bây giờ tôi xin dùng uy tín của loài sói và danh dự của người đứng đầu đoàn kỵ sĩ của đế quốc cedric xin thề sẽ bảo vệ may than mọi lúc mọi nơi bắt đầu từ hiện tại đến khi chết đi sẽ không nuốt lời. Nói xong Cedric thành kính cúi đầu đặt lên chân may than một nụ hôn. Tiêu rồi công tước đen tối lại ra tay rồi. Buổi trưa hôm đó, May Than dùng bữa trưa cùng Rosie ở nhà ăn. Nghĩ đến Hoàng Thái Tử người luôn miệng nói là bạn tốt, nhưng lại luôn bám giết lấy cậu không rời và công tước. Người luôn tự cho rằng cậu thuộc về anh ta, còn không cho phép cậu rời xa anh ta, cuối cùng còn có cả lang nhân kỵ sĩ thề thốt sẽ bảo vệ cậu đến chết. May than càng nghĩ càng đau đầu. Rõ ràng nữ chính đang ở đó chờ bọn họ đến tranh giành, vì sao bọn họ cứ phải vây quanh cậu vậy? Rosie ngồi đối diện nhận ra điểm khác thường của cậu, cô quan tâm hỏi May Than đang phiền não vì chuyện của thái tử à? Gần đây Rosie nhận ra mối quan hệ của May Than và ca có phần lúng túng. Hơn nữa, khi ở bên cạnh Du cũng vậy. Rosie thắc mắc hỏi May Than xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, May Than cũng không thể nói ra chuyện cậu bị nam chính của game bám lấy. Cậu nói dối rằng bản thân chỉ mệt mỏi do luyện kiếm mà thôi, không có chuyện gì cả. Rõ ràng, Rosie không nhận được đáp án mà cô mong muốn. Cô cũng biết rõ May Than đang nói dối để che giấu sự thật. Hiện giờ Rosie đã đoán được giữa Ca và May Than có bí mật mà bản thân không được biết. Lúc này, Uliel và Ca cũng bước về phía hai người. Trông thấy Ca, May Than vội vàng đứng phát dậy muốn chuồn đi nào ngờ chưa kịp bước đi đã bị ca gọi lại mặc kệ may than có muốn hay không hắn ta vẫn nhiệt tình bước lại bên cạnh may than rosie nhìn bóng lưng rời đi của hai người ca chưa từng cười với cô như vậy trái tim rosie lúc này cũng không rõ là tư vị gì mà mọi cảm xúc trên gương mặt rosie đều bị uliel trông thấy cả uliel muốn cùng rosie chia sẻ nỗi buồn nhưng sau cùng lại bị rosie lạnh lùng từ chối uliel rất buồn Uliel cảm thấy có lẽ Rosie không tin tưởng cô nên mới không muốn chia sẻ tâm sự. Thấy nữ chính ủ rũ, Sae tiến lên an ủi hỏi. Xảy ra chuyện gì ở trường ư? Nếu Uliel nói cho cô, cô có thể giúp đỡ Uliel. Uliel bày tỏ bản thân không biết nên làm gì. Có một người vô cùng quan trọng với cô đang gặp phải chuyện phiền não. Cô rất muốn chia sẻ nỗi buồn cùng người kia, nhưng người ấy lại không bằng lòng nói cho cô biết. Uliel vốn tưởng rằng mối quan hệ của hai người đã vô cùng thân thiết rồi, nhưng hiện giờ lại nhận ra bản thân đã tự mình đa tình nghe vậy sa e liền hiểu người Liel nhắc đến chính là người mà cô ấy thích là fan của nữ chính sa e quyết định phải dốc hết sức để giúp đỡ uliel sa e an ủi Liel, cách tốt nhất để giúp đỡ một người chính là để người đó biết suy nghĩ thực sự trong lòng mình suy cho cùng sự chân thành là cách an ủi tốt nhất nghe vậy Yuliel mất mát bày tỏ nếu như người đó bắt đầu trốn tránh thì sao Nghe vậy Sae cảm thấy có phần kinh ngạc. Ai lại trốn tránh một nữ chính xinh đẹp như Yuliel chứ? Nhưng mà, nếu chân thành không có tác dụng, vậy thì trước tiên phải tìm cách để người kia không né tránh nữa. Để làm được điều này, thì Yuliel phải trở thành người đầu tiên mà đối phương nghĩ tới khi gặp khó khăn. Sae đề xuất cho Yuliel một biện pháp vô cùng hiệu quả. Nghe được kế hoạch của Sae, gương mặt Yuliel từ từ đỏ lên. Phía bên này, ca cả ngày đều dính lấy may than không rời nửa bước khi may than bước đến trước cửa phòng ký túc xá của cậu ca đột nhiên kéo may than lại hắn nghiêm túc hỏi may than có phải giữa cậu và duke đã xảy ra chuyện gì rồi không may than lập tức nhớ ra những chuyện xxx mà duke đã làm với mình cậu chột dạ xua tay bày tỏ mối quan hệ giữa cậu và công thức vô cùng trong sáng nghe được đáp án này của may than ca cũng không tiếp tục hỏi nữa đợi đến khi may than bước vào phòng ca cuối cùng cũng không nhịn được bộc lộ tính cách chiếm hữu điên cuồng hắn nhất định phải từ từ áp sát không thể để may than ghét bỏ hắn nữa hắn tuyệt đối không cho phép con người nguy hiểm kia tiến lại gần may than đêm đó khi may than đã chìm vào giấc ngủ say đu nhẹ nhàng xuất hiện bên ngoài cửa sổ anh tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy may than vậy nên lần này anh thề sẽ không để may than rời đi nữa buổi sáng hôm sau may than mơ hồ tỉnh giấc cậu cảm thấy cơ thể rất nặng ban đầu còn tưởng nguyên nhân là do chiếc giường quá nhỏ nhưng giây tiếp theo may than liền nhận ra có gì đó sai sai cậu vừa chạm vào thứ gì đó khó nói vừa thức giấc đã thấy nam chính trong game nằm bên cạnh mình là loại trải nghiệm như thế nào ban đầu may than chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề đến khi cậu mở mắt ra trông thấy khung cảnh không thể tưởng tượng nổi may than giật mình nhận ra du đang nằm bên cạnh cậu tiếp sau đó là một tiếng hét long trời lở đất làm du không thể không miễn cưỡng ngồi dậy mới sáng sớm em có thể nhỏ tiếng chút không may than hốt hoảng Nói đùa gì vậy, đổi lại là anh nếu như, vừa thức dậy đã thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông anh có thể bình tĩnh nổi, không? Khó khăn lắm tôi mới thả lỏng một chút vì anh không ở bên cạnh, anh có biết kiểu thoát ẩn thoát hiện của anh rất dọa người không hả? Nghe được những lời này, Duke bật cười. Điều đó có nghĩa là em nhớ tôi ư? May than cuối cùng cũng nhận ra não của người đàn ông này có cấu tạo khác người thường. Thôi bỏ đi, tôi phải tiếp tục ngủ nướng, mời anh nhanh chóng rời đi cho. Duke kiến nghị thời tiết đẹp như vậy vì sao không ra ngoài mua sắm may than thích thứ gì anh đều cho thể mua cho cậu trong lòng may than toàn là oán niệm đúng là kỳ lạ vì cái lông gì mà tôi phải đi hẹn hò với anh cậu thẳng thắn từ chối nếu như anh muốn đi dạo thì cứ tự nhiên kế hoạch cuối tuần của tôi chính là trải qua trên giường nghe vậy du bỡn cợt nói em đúng là làm cho người ta hết cách anh vừa dứt lời may than liền không kịp để phòng bị kéo lên giường nếu như đây là điều mà em mong muốn thì ta cảm thấy cả ngày ở trên giường cũng không tồi sau cùng may than chỉ đành thỏa hiệp sau khi thay đổi xong may than lẽo đẽo theo sau duke đi một vòng thành phố cậu thực sự không hiểu cậu nhớ rõ trong game miêu tả duke là một người rất ghét những nơi đông đúc cơ mà bọn họ đi được một lát liền bị một ông chủ sạp hàng nhiệt tình lôi kéo xem thử đá ma pháp chất lượng cao mới thu thập được từ khi may than bị tra cưỡng ép tịch thu toàn bộ đá ma pháp thì đã rất lâu rồi cậu chưa được trông thấy loại đá này thậm chí có lúc may than còn cho rằng có lẽ đá vận mệnh chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích thấy cậu tập trung xem đá ma pháp như vậy duke liền ôm lấy may than từ phía sau vì sao em lại xem những thứ mà bản thân căn bản không thể sử dụng may than nghe vậy khó chịu đáp cái gì cơ thu thập theo sở thích không được à nghe vậy duke trực tiếp phân phó cho ông chủ đóng gói toàn bộ số đá ma pháp trên sạp anh mua hết may than bị hành động này chọc giận cậu chất vấn duke mua hết toàn bộ là để trêu chọc cậu à hôm nay tâm trạng của Duke không tồi. Anh nở nụ cười giải thích. Đương nhiên không phải vậy. Vì những thứ này là sở thích của em, ta đã nói rồi, chỉ cần em muốn ta đều sẽ cho em. Nói xong, anh đặt đá ma pháp vào tay May Than. Không biết vì sao, May Than cảm thấy hình như chuyện này đã từng diễn ra rồi. Cùng lúc này, để giúp đỡ Rosie vực lại tinh thần, Yuliel liền hẹn Rosie ra ngoài đi dạo. Cô dự định đợi tâm trạng của Rosie tốt lên, rồi sẽ làm theo kiến nghị của Sae. Nói cho Rosie biết suy nghĩ trong lòng mình. Bởi vì sức khỏe yếu, từ nhỏ Yuliel vẫn luôn bị nhốt ở nhà, cô không biết trong thành phố lại có nhiều món đồ thú vị đến thế. Những món đồ hai bên đường làm hai mắt Yuliel sáng bừng, nhìn thấy bộ dạng ngây ngô này của Yuliel, Rosie bày tỏ nếu bản thân biết Yuliel sẽ vui như vậy thì cô đã đưa Yuliel tới đây từ lâu. Nghe vậy, Yuliel ngượng ngùng đỏ mặt, cô vươn tay nắm lấy tay Rosie. Vậy thì từ nay về sau, mỗi khi thời tiết tốt chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại. Nếu trời mưa chúng ta sẽ ở trong phòng đọc sách, em hy vọng mỗi khi chị ở bên em đều sẽ cảm thấy thoải mái. Em cũng mong rằng, nếu chị gặp phải chuyện khó khăn, thì người đầu tiên chị tìm tới sẽ là em. Bởi vì em muốn ở bên cạnh chị. Giống như khi xưa chị giúp em vượt qua nỗi buồn vậy. Sau một hồi sừng sốt, sau cùng, Rosie nở nụ cười đáp. Sao chị có thể từ chối em được đây, Uliel? May than vốn muốn tác hợp cho công tước đen tối và nữ chính ở bên nhau, để thoát khỏi sự kiểm soát mọi lúc mọi nơi của anh ta nào ngờ một câu nói của công tước lại khiến cậu dù có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội lúc này trên tay trên vai may than treo đầy túi đồ mà duke đã mua cho cậu ban đầu cậu vốn định cố ý làm duke tức giận dù sao trước khi ra ngoài anh cũng đã nói sẽ mua cho cậu những gì cậu muốn vậy là chỉ cần nhìn thấy thứ gì trên đường may than cũng đều sở thử không ngờ kết cục lại thành ra như vậy may than thực sự không đi nổi nữa cậu lười biếng ngồi xuống trước đài phu nước anh xách đồ hoặc là bỏ tôi lại đây bà xã đã oán giận rồi du cũng chỉ đành sử dụng ma lực thu gom lại toàn bộ những món đồ đã được mua còn may than vì cả ngày chỉ đi tới đi lui mà chưa có gì bỏ bụng nên cũng bắt đầu đói rồi vừa đúng lúc cách đó không xa có một quầy bán thịt may than rớt nước miếng kêu du mua cho cậu gì đó để ăn nhìn về phía quầy thịt du cứ rõ ràng có phần khựng lại nếu như quầy hàng vẫn ở nơi đây vậy tức là du nhìn về phía trước một góc cách đó không xa vẫn như trước kia. Anh bất chi bất giác lại đi tới nơi này. May than hiểu lầm rằng Du không muốn mua đồ ăn cho cậu. Vậy nên đành tự giác đi tới quầy thịt xiên, đồ ăn vừa bỏ vào miệng, may than như được sống lại lần nữa. Người bán hàng thấy cậu ăn ngon như vậy liền nhắc đến chuyện xưa. Có một tiểu thiếu gia nhà giàu ngạo mạn cũng thường xuyên tới nơi đây. Lần nào cậu ta đến cũng chỉ đi một mình, cậu ta luôn cảnh giác như một chú nhím. Nhưng sau khi cai địa ngoài ý muốn xảy ra sự cố, ông chủ liền không gặp lại vị thiếu gia kia nữa. Không ai biết sau này đứa nhỏ đó trở thành người như thế nào, nếu đứa bé ấy còn sống, thì chắc cũng tầm tuổi của cậu. Bởi vì là người xuyên không tới, may than không biết những chuyện xảy ra trước kia. Phía bên này, Du có vài phần buồn bã ngồi bên đài phun nước, bởi vì nơi này chính là địa điểm khi còn nhỏ anh bị bắt nạt. Có một cậu bé tầm tuổi của anh đã đứng ra giúp đỡ anh. Tiếc rằng hiệu tại, cậu bé ấy đã quên hết mọi chuyện. Lúc này, bên tai vang lên tiếng gọi. Anh còn định ngồi ở đây bao lâu nữa? May Than một bên ăn thịt xiên, một bên đưa xiên thịt được ông chủ tặng cho tới trước mặt Du. Giống như khi còn nhỏ vậy. Sau đó, hai người tìm một quán ăn. Du kêu May Than vào gọi đồ trước còn anh sẽ theo sau. Không ngờ, vừa bước vào đã trông thấy Rosie và Yuliel cũng có mặt ở đây. Yuliel tưởng May Than đi một mình, liền nhiệt tình mời cậu nhập hội. May Than còn chưa kịp giải thích, thì một bàn tay to lớn đã đặt lên vai cậu. Ta đã nói em vào trong đợi ta rồi chứ không kêu nhanh như vậy đã đi tìm các cô gái để chơi đùa. May than không vui đáp, chỉ chào hỏi người quen mà thôi. Sau đó, cậu lần lượt giới thiệu cho Duke biết đây là em họ Rosie và bạn của cô ấy. Yuliel lịch sự giới thiệu bản thân. Duke liền giật mình nhận ra, đây chẳng phải là thánh nữ trong lời đồn ư. May than liền nhớ ra, cậu đã xem qua đoạn này trong game. Nhân vật của Duke ngay từ đầu đã rất say mê nữ chính. Hơn nữa Duke cũng rất cần sức mạnh của thánh nữ. May Than lập tức nhảy số nghĩ ra một cách, nếu như cậu tác hợp cho Du và nữ chính vậy thì Rosie tự nhiên cũng thuận lợi tương thân tương ái cùng thái tử rồi. Như vậy chẳng phải cậu sẽ có lại được tự do ư? May Than không thèm hỏi ý của của Du, vui vẻ kéo anh nhập hội cùng nhóm Rosie. Cậu lấy lý do có thêm bạn thì cũng tốt mà. Du siết chặt nắm tay, sau cùng rất không tình nguyện thuận theo ý May Than. Trong lúc trò chuyện, May Than mới biết Rosie và Yuliel đã quen nhau từ rất lâu về trước chả trách hai người lại có mối quan hệ tốt đẹp như vậy ở học viện. May Than còn đang suy nghĩ, thì Yuliel đột nhiên hỏi May Than và Du quen nhau như thế nào, có thể cùng nhau đi dạo ở trong thành phố chắc hẳn rất thân thiết. May Than vội vã giải thích cũng không thân lắm đâu. Bọn họ ở bên nhau cũng chỉ vì một vài nguyên nhân đặc biệt thôi. Cậu vừa dứt lời, Du lại ý vị thâm trầm lên tiếng. Đúng vậy, em ấy ngày đêm đều ở bên cạnh ta, giống như sáng nay vậy tiêu rồi, lần này may than thực sự chọc giận công tước đen tối rồi. Vốn dĩ cậu muốn đẩy thuyền cho công tước và nữ chính. Để thái tử đến bên Rosie, như vậy cậu liền thoát khỏi vận mệnh đau khổ trong nguyên tác. Đồng thời triệt để thoát khỏi sự làm phiền của công tước và thái tử. Rõ ràng chính là một mũi tên bắn trúng hai đích. Nhưng nào ngờ ở trước mặt Yuliel và Rosie, Duke lại nói mấy lời làm người khác không thể không suy nghĩ đen tối. Để chuyện kia không tiếp tục xảy ra, May Than quyết định tăng tốc độ tác hợp cho Yuliel và Duke. Vậy là sau đó, cậu liền cố ý nói với Yuliel rằng. Duke đã nói anh ấy sẽ bỏ tiền mua tất cả những gì Yuliel muốn. Yuliel thích thứ gì thì cứ trực tiếp nói với anh ấy. Không chỉ vậy, May Than còn sắp xếp cho hai người tiếp xúc gần. Tìm hết mọi cách để bọn họ ở riêng bên nhau. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Duke nổi giận rồi. Anh đè May Than lên tưởng chất vấn cậu. Lại đang có ý xấu gì? nào ngờ một bình hoa từ trên trời rơi xuống cắt ngang cuộc trò chuyện của họ may than không né tránh kịp nên duke liền dùng cơ thể để che chắn cho cậu nhìn duke vì mình mà bị thương may than vô cùng lo lắng nào ngờ duke lại xoay người bỏ đi như thể bản thân không sao cả sau chuyện kia duke cũng không còn tức giận với cậu nữa anh một mình đi dạo quanh các sạp hàng lựa chọn lễ vật ngay từ đầu uliel đã nhận ra tình cảm mà duke dành cho may than cô còn đặc biệt đến bên cạnh anh để an ủi anh nhất định phải tiếp tục đối xử tốt với May Than, chắc chắn có một ngày May Than sẽ hiểu. Rõ ràng khi trông thấy một màn này người nên vui là May Than, nhưng không hiểu vì sao, một cảm giác khó chịu lại trào lên trong lòng cậu. May Than còn đang khó chịu thì Rosie đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Rosie hỏi May Than cảm thấy Hoàng Thái Tử Ca là người thế nào? May Than không nhận ra, Rosie đang thăm dò tình cảm mà cậu dành cho Ca. May Than nghiêm túc nghĩ, sau đó bày tỏ, ca rất phiền phức luôn thích lo chuyện bao đồng thích làm gì thì làm nhưng không thèm hỏi ý kiến người khác tóm lại may than cảm thấy ca rất phiền nhưng mà ca cũng là một người bạn không tồi nghe được câu trả lời của may than rosie thở phào nhẹ nhõm thời gian cũng không còn sớm uliel và rosie liền từ biệt may than may than vốn muốn quay về nghỉ ngơi một chút không ngờ tới lúc này công tước ghi thù mới chuẩn bị tính sổ với cậu sau khi trở về ký thúc xá may than quỳ dưới sàn tiếp nhận cuộc tra hỏi của du chuyện em làm sáng nay là vì muốn rời xa ta phải không may than giải thích rằng cậu cảm thấy uliel sẽ có ích với duke hơn cậu dù sao cô ấy cũng là thánh nữ hơn nữa so với chuyện ở bên cạnh một người đàn ông thì có một người con gái đồng hành vẫn tốt hơn không phải sao hay là anh thử xem nếu anh bằng lòng tôi sẽ giúp đỡ anh kết quả cậu vừa dứt lời duke đã trực tiếp đẩy ngã cậu đây là chuyện em muốn tôi làm với cô ta à em cũng biết nếu quá hung dữ ép người, thì có thể dọa cô ta chạy mất đó. Vậy nên, em cũng nên để tôi luyện tập một chút. Bất ngờ bị dọa sợ, may than vội vàng lùi lại. Tránh ra. Đu đem theo uy nghiêm của rừng sâu nói. Không phải em nói em sẽ giúp ta à, em nói được phải làm được. May than không hiểu, chuyện này và chuyện kia có liên quan gì đến nhau. Cậu vừa dứt lời, đã bị đu kép đến không thể né tránh. Sao lại không liên quan, đây chẳng phải là điều em muốn à đây chẳng phải chuyện em muốn ta làm cùng cô ta à. Hơn nữa em cũng nên biết, nếu như ta quá hung dữ ép người, nhỡ đầu dọa cô ấy bỏ chạy thì phải làm sao. Vậy nên em phải ngoan ngoãn giúp ta luyện tập. Nếu như em muốn rời xa ta, may than nhận ra chuyện này không ổn rồi. Cậu hét lên muốn đu cút đi. Lần này, đu đã triệt để nổi giận rồi. Anh không chút do dự chặn môi may than lại. Tiếp đó, cùng may than làm chút chuyện không dành cho con nít. May than không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Cậu chỉ biết run rẩy xin Du cãi dừng lại. Cùng lúc này, hầu gái Sae của Yuliel đang nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù biết Yuliel sẽ ra ngoài hẹn hò, cô lại không biết mọi chuyện sau đó sẽ tiến triển ra sao. Sae cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Rõ ràng toàn bộ trò chơi đều ở ngay trước mắt, vậy mà cậu lại không nghiêm túc xem cho kỹ, chỉ biết hàng ngày làm một hầu gái. Lúc này, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Sae. Cô lấy lý do đưa ô để tự mình tới học viện kiểm tra. Phía bên này, May Than đang buồn bực vì chuyện của Du. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, dọa cho May Than cảnh giác gạt tay đối phương ra. Người tới là Uliel. Uliel tới để nói cho May Than biết tiết học sau đó, bọn họ phải tới một phòng học khác. Nghe vậy May Than vội vàng lên tiếng xin lỗi rồi bày tỏ sẽ tới đó ngay. Nhưng khi May Than đứng dậy, Uliel nhận ra cậu đang run rẩy. Khi cậu chuẩn bị rời đi, Uliel đột nhiên kéo cậu lại muốn trò chuyện một chút. Nào ngờ Uliel trượt chân, May than không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã xuống theo cô. Kết quả một màn này lại đúng lúc bị Sae bên ngoài trông thấy. Hai người còn chưa kịp nhận ra tư thế này có bao nhiêu mờ ám, thì Sae đã xông tới đá bay may than. Cô không hề nhận ra người trước mặt là anh trai ruột của mình. Trong mắt Sae, đây chính là con trai út có danh tiếng không ra gì của nhà bá tước. Sae tưởng rằng Yuliel bị may than sàm sỡ. Kết quả may than lần nữa bị em gái ruột đá ngất xỉu uliel cũng vội vàng giải thích rằng bản thân cô tự ngã đồng thời may than cũng không xấu xa như lời đồn sau khi được đưa tới phòng y tế may than hôn mê rất lâu mới từ từ tỉnh lại trong thời gian này uliel và sae vẫn luôn ở bên cạnh cậu cú đá kia làm may than suýt thì tưởng rằng bản thân được đi gặp tổ tiên rồi cảm giác đáng sợ này đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được uliel lên tiếng xin lỗi may than là hầu gái của cô hiểu lầm sau đó còn bày tỏ sẽ bồi thường cho may than tất cả những gì cậu muốn May than cảm thấy không cần thiết, cậu cảm thấy hầu gái cũng chỉ vì muốn bảo vệ Yuliel mà thôi. Chỉ cần cảnh cáo nhẹ nhàng là được. Quả nhiên, may than cũng không nhận ra cú đá thân quen của em gái. Phía bên này, Sae nhận ra điểm bất thường, rõ ràng trong tình huống này, may than phải dùng cô để uy hiếp tiểu thư Yuliel mới phải. Hơn nữa Yuliel còn nói may than là người tốt. Sae cảm thấy chắc chắn may than muốn lấy được lòng tin của Yuliel, sau đó làm chuyện xấu xa nên mới vậy. Cô phải chú ý đến May Than để vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu ta. Vậy là từ đó về sau, em gái tốt liền lén lút theo dõi anh trai nhà mình. Đến rồi đây, đến rồi đây, thái tử cuồng chiếm hữu ghen rồi. Để lột mặt nạ thật của May Than, em gái tốt của cậu xà ê lén lút theo dõi May Than. Sau một thời gian dài quan sát, cô lại không tìm thấy một chút đáng nghi nào trên người May Than. Thậm chí toàn bộ hành vi của cậu khác hoàn toàn nhân vật mà cô biết trong game. Hơn nữa... Sae cũng không rõ vì sao, cô luôn cảm thấy rất thân thuộc với chàng trai này. Cùng lúc đó, bên trong vườn hoa, nhóm lưu manh ghét Mai Than đang xúm lại để nói xấu Mai Than, bởi vì Mai Than có hoàng thái tử và công tước đục chống lưng, nên bọn chúng dù có muốn chơi xấu thì cũng chỉ biết cắn răng nhịn xuống. Sae vốn định lại gần hơn chút để nghe xem bọn họ nói gì về Mai Than, nào ngờ không chú ý vô tình dẫm phải một cành cây phát ra tiếng động. Nghe thấy động tĩnh bên này, một người trong nhóm lưu manh lên tiếng chất vấn. Ai đó? dọa cho Sa e hết hồn sù lông như một chú mèo nhỏ ngồi thụp xuống lùm cây. Tiếc là vẫn bị Tóc Vàng phát hiện, hắn ta vội vàng bước về phía Sa e. Vào giây phút Sa e sắp bị bắt tại trận, thì một quả bóng không biết từ đâu bay tới đập trúng Tóc Vàng. May Than có chút áy náy bước tới nhặt bóng. Thấy người tới là May Than, đồng bọn liền vội vàng kéo Tóc Vàng đi. Bọn chúng rất sợ người chống lưng cho May Than. Lúc này, May Than tự nói tự trả lời lên tiếng. Miệng lưỡi của cậu ta thật là độc địa. Sae cũng đồng ý với điều này. Nói xong hai nghe mới nhìn về phía đối phương. Sae vội vàng muốn lên tiếng giải thích. Nhưng May Than đã sớm biết cô theo dõi cậu rồi. Nghe được lời này của May Than, Sae cũng không giấu giếm nữa. Cô cảnh cáo May Than tránh xa Uliel chút. Đừng có mưu đồ xấu gì với Uliel. May Than nghe vậy có phần bối rối. Bày tỏ bản thân chỉ muốn tìm bóng. Cũng không hứng thú với Uliel. Nghe vậy rõ ràng Sae không dám tin cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy rốt cuộc là sai ở đâu hay là bắt của trò chơi này nghe vậy may than khựng lại cậu nghe rõ toàn bộ những gì sae nói cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm giác đáng sợ lại quen thuộc khi đó là sao rồi người trước mặt này thực sự là em gái của cậu giner sau khi trò chuyện sae cuối cùng cũng biết được vì một đạp của cô mà may than bị ném vào trò chơi này kể từ đó dùng thân phận may than đầy tiếng xấu mà sống tiếp đồng thời sae nói cho may than biết lý do cô xuất hiện trong trò chơi này ngày đó sau khi đạp may than bất tỉnh sae phát hiện trò chơi không lưu dữ liệu sae tức giận tìm may than tính sổ kết quả phát hiện dù có gọi thế nào may than cũng không tỉnh lại trong lúc hoảng loạn sae cảm thấy việc gấp nhất lúc này là gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng của trò chơi sau đó lại gọi cấp cứu tới kết quả khi sae đi lấy điện thoại lại trượt chân đập đầu vào máy tính đến khi lần nữa mở mắt cô phát hiện bản thân đang nằm ở một khu rừng xa lạ sau đó uliel đã cứu cô lúc này sae cũng nhận ra bản thân đã xuyên vào game rồi tiếc là toàn bộ những thông tin mà cô biết về nhân vật này chỉ là cái tên sae của cô ta sau này sae lợi dụng những hiểu biết của bản thân về game để trở thành hầu gái riêng của uliel nghe vậy may than cảm thấy rất buồn bực cậu cho rằng bản thân đã chết ở thế giới thực rồi cha mẹ sẽ đau đớn thế nào khi cùng lúc mất đi hai đứa con đây đến khi sae nói cho may than bọn họ không hề chết ban đầu sae cũng tưởng rằng may than đã chết rồi sau đó cô cẩn thận nhớ lại may than ở thế giới thực vẫn còn thở hơn nữa may than còn xuyên game trước cả sae vậy thì thời gian ở nơi này và thế giới thực không giống nhau linh hồn của bọn họ tồn tại ở đây ở thế giới thực có lẽ chỉ đang hôn mê nghe vậy may than liền cảm thấy bọn họ còn cơ hội để quay trở về cậu hỏi sae có biết cách để trở về không kết quả sae cho cậu một cái trợn mắt vì sao phải quay về vì sao em phải từ bỏ cơ hội tận mắt trông thấy kết thúc hạnh phúc?" May Than nghe vậy nổi giận, "Em có biết kết cục của anh là phải chết không? Hơn nữa thân thể của anh ở thế giới thật còn sống, nhưng đâu ai biết nếu anh bị giết trong game thì cũng sẽ chết ở thế giới thực. Hơn nữa, em có tự tin rằng với thân phận hầu gái của mình, em có có thể ứng phó với mọi chuyện bất ngờ xảy ra ở thế giới này chứ?" Nghe được những lời cảnh tỉnh này của May Than, Sae mới từ bỏ suy nghĩa kia của bản thân. Dù vậy, cô cũng không biết cách trở về thế giới thực. May Than nói cho Sae biết, trước đây cậu từng phát hiện một món bảo vật tên là Đá vận mệnh trong một cuốn truyện cổ tích. Cậu đã thử tìm kiếm, nhưng tiếc là không tìm được. Sae nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra từng trông thấy thứ này trong game. Sae hỏi May Than có cuốn sách đó không? Cô muốn xem thử. Khi nghe May Than nói cuốn sách ở trong hoàng cung, Sae lập tức mất bình tĩnh. Cô còn chưa gặp được thái tử, như vậy không công bằng. Đến khi giọng nói của ca vang lên, Sae lập tức nhớ ra giọng nói này, người trước mắt chính là ca mà cô ngày nhớ đêm mong. Sae kích động đến mức xịt máu mũi, sau đó cô vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, gương mặt đỏ bừng giới thiệu bản thân là người hầu của Uliel. Vừa rồi chỉ có chút hiểu lầm với may than mà thôi. Nghe vậy ánh mắt ca trầm xuống, hiểu lầm như thế nào mà người hầu được phép nắm cổ áo quý tộc? Chuyện này phải xác định theo tình huống, nhưng chắc hẳn không phải chuyện nhỏ đi. Sa E vừa định giải thích thì may than bịt miệng cô lại. Cậu khô môi múa mép tìm bừa một lý do. Đồng thời cho Sa E một ánh mắt cảnh cáo. Nếu như anh mà chết ở đây, thì cuộc đời của em liền kết thúc. Vậy nên khi anh nói thì tốt nhất em nên gật đầu thôi. Sa E vội vàng phối hợp gật đầu. Ca đã thu hết vào mắt bầu không khí hòa hợp giữa hai người. May than em luôn có nhiều bạn bè như vậy. Vừa nói hắn vừa bước về phía may than. Sau đó ôm may than vào lòng. May than, vừa hay ta cũng là bạn của em, vì sao em luôn vui vẻ hơn khi không có ta ở bên cạnh, như vậy không công bằng. Tiêu rồi, May Than đã động lòng với công tước đen tối rồi. Đồng thời Thái tử ca cũng biết chuyện May Than và Du cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Hắn bắt đầu âm thầm điều tra Du. Phần trước nói tới, ca vô tình trông thấy Sa E và May Than lôi lôi kéo kéo, hơn nữa nhìn hai người có vẻ rất hiểu nhau. Ca đố kỵ rồi. Rõ ràng hắn cũng là bạn của May Than, nhưng những khi cậu vui vẻ lại không phải ở bên cạnh hắn như vậy không công bằng hơn nữa nghe rosie nói tuần trước em còn ra ngoài chơi với tiểu thư uliel may than giải thích đó chỉ là tình cờ gặp mặt từ trước đến nay chưa từng hẹn nhau ra ngoài chơi ánh mắt ca trầm xuống vậy có phải cũng vô tình gặp công tước du không nghe vậy rõ ràng may than khựng lại sae nghe xong cũng ngơ ngác không phải uliel ra ngoài hẹn hò với thái tử sao sao lại đi cùng may than và rosie hơn nữa vì sao ca nói hắn ta ghen tị. Hình như thái tử rất thân với anh trai. Hình như có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ. Đến khi may than đảm bảo với ca rằng lần sau sẽ dành thời gian cho hắn ta. Thì ca mới buông tha chuyện lần này. Đúng lúc tiếng chuông báo vào lớp vang lên, may than đẩy ca rời đi. Vừa đi vừa dùng tay nhắc nhở Sa E nhất định phải tìm cách quay về thế giới thật. Nếu không cậu chết chắc rồi. Sa E vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vì hiểu ám hiệu của may than nên cô vẫn hiểu ý bày tỏ ok tối đó may than mệt mỏi trở về ký túc xá gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái nhưng mà thật may giner ở đây cậu không phải chiến đấu một mình nữa hơn nữa giner nói bọn họ còn sống vì thì vẫn còn cơ hội để trở về khi may than thay đồ liền trông thấy dấu răng trói mắt mà du để lại trên cơ thể cậu trong lòng cậu cũng càng thêm chắc chắn người cùng cậu làm chuyện xấu hổ vào đêm hội chào đón tân sinh chính là anh ta nơi những nói tay chạm vào vẫn lạnh lẽo như thế. Hơn nữa mùi hương thanh lãnh sót lại trên cơ thể cậu vẫn giống như cũ. Thậm chí kỹ thuật hôn cũng giống nhau. Mang đến cho người khác cảm giác thư thái. Nghĩ đến đây, may than đột nhiên sực tỉnh. Cậu không dám tin bản thân lại thích cảm giác đó. Cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. May than cố gắng giải thích với chính mình rằng, vì khi đó cậu say rượu nên mới có ảo giác đó. Nghĩ đến chuyện bản thân sắp phải rời khỏi thế giới này, May Than quyết định gạt những suy nghĩ không nên có kia ra khỏi đầu. Nhưng mà, vì sao ca lại nói hắn ta là người đưa cậu về đêm đó? May Than lại rơi vào mông lung. Cùng lúc đó, ca đang âm thầm điều tra về Duke. Chỉ có điều, toàn bộ ghi chép liên quan đến Duke và người nhà của anh đều biến mất. Nghĩ đến chuyện đêm đó, hận ý ca dành cho Duke càng lúc càng sâu. Kẻ đó dám cướp thứ thuộc về hắn. Thì ra trong đêm hội tân sinh, sau khi ca nghe Uriel nói có người bắt nạt May Than hắn liền vội vã đuổi theo cậu kết quả không tìm thấy may than lại gặp đám người bắt nạt cậu nghe bọn chúng tiếc nuối bày tỏ nếu không bị người kia cản trở thì đêm nay bọn chúng đã có thể làm nhục may than rồi nghe vậy ca mang theo lửa giận dạy cho đám bắt nạt một bài học cảnh cáo bọn chúng nhớ cẩn thận nếu như còn muốn học ở học viện thì tránh xa may than chút sau cùng từ miệng bọn bắt nạt ca biết chuyện du đã đưa may than đi rồi ca vội vàng chạy tới ký túc xá của may than khi thấy cậu đang nằm trên giường hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhưng khi bước lại gần ca kinh ngạc phát hiện những dấu vết mờ ám trên cơ thể may than hắn vẫn nộ lật chăn ra tất cả những nơi lộ ra ngoài quần áo đều có thể trông thấy dấu hôn của ai đó ca cắn chặt răng hắn cúi người để lại dấu vết của bản thân trên cổ tay may than hắn thề kể từ giờ sẽ không bao giờ để bất cứ ai lấy đi thứ thuộc về hắn nữa chỉ có điều ca không hề hay biết ngày may than và đu hẹn hò bọn họ lại lăn giường lần nữa tiêu rồi may than còn chưa giải quyết xong chuyện của công tước và hoàng thái tử thì nam chính thứ ba lang nhân cũng đến góp vui rồi hơn nữa còn ngửi được mùi hương của người khác trên cơ thể may than bên trong thư viện nhóm may than cùng nhóm liêu ngồi quây quần bên nhau ca tỉ mỉ hướng dẫn may than làm bài tập nhưng lúc này một chữ may than cũng không nghe lọt tai cậu ngồi ở đây cũng chỉ để giết thời gian mà thôi còn liêu và ca mỗi người lại đem theo một ý đồ riêng một người cảm thấy mọi người ngồi lại bên nhau có thể tăng thêm sự tập trung. Còn một người bày tỏ hướng dẫn người khác cũng là một cách học tập. Còn sự thật là, muốn ở bên cạnh May Than và Rosie, trong lúc học tập Uliel bày tỏ vô cùng hứng thú với bữa tiệc kết thúc học kỳ. Rosie nở nụ cười nói, mỗi khi kết thúc một kỳ học đều sẽ tổ chức một buổi tiệc tổng kết. Hơn nữa còn do các năm học khác nhau tổ chức. Rõ ràng Rosie cũng rất hứng thú với tiệc tổng kết lần này. Còn May Than lúc này chỉ muốn trở về nhà. Một lát sau, hai anh em may than, và Sa E ngồi xổm dưới một góc tường bàn bạc cách thức để trở về nhà. Để mọi người không nghi ngờ, và tiện điều tra Sa E còn cố ý mặc một bộ giáo phục. Tiếc là dù cô có nỗ lực thế nào cũng không tỉnh được, bất cứ manh mối nào về đá vận mệnh. Vậy là Sa E nghĩ tới một phương án khác, biết đâu dùng cách này bọn họ có thể trở về thế giới thực. Cô cảm thấy cứ để trò chơi diễn biến theo cốt truyện nguyên gốc, sau khi nam nữ chính hạnh phúc bên nhau thì bọn họ có thể quay trở về. Nghe vậy May Than lần nữa nổi nóng. Cậu đã nói rất rất nhiều lần rồi. Nếu như diễn biến theo cốt truyện gốc thì cậu bắt buộc phải chết." Sae lại nói, "Nói không chừng kết cục của May Than theo nguyên tắc là giả. Dù sao cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ trong game. Dù cậu là người dẫn dắt Rosie thành người xấu, nhưng nhân vật quan trọng trong game là nam nữ chính và nữ phụ phản diện. Chỉ cần bọn họ trung thành với thiết lập được định sẵn thì mọi chuyện đều sẽ tốt. Từ khi May Than xuyên tới đây, cậu đã không còn là thiếu gia ác độc mang tiếng xấu nữa rồi, vậy nên Sae mới đưa ra phương án này. chuyện quan trọng nhất lúc này chính là buộc tiệc tổng kết. đây là một tình tiết quan trọng trong game. ngày đó Ca sẽ viết thư cho Yuliel, hẹn đêm đó cùng nhau gặp mặt ở vườn hoa của học viện. đây cũng là thời gian mối quan hệ của nam nữ chính bắt đầu nở rộ. nhưng khi Rosie nghe được tin tức cũng lén lút tới vườn hoa. sau khi trông thấy Ca tỏ tình với Yuliel, Rosie triệt để hắc hóa. Chỉ cần các nhân vật chính đi theo đúng thiết lập này, thì trò chơi sẽ đi theo đúng kịch bản tiếp tục diễn ra. Nhưng May Than biết rõ, nếu dựa theo nguyên gốc của trò chơi thì sau cùng Rosie sẽ bị phán tội chết. Cậu không muốn thấy Rosie phải chịu kết cục như vậy. Sae an ủi May Than, bởi vì cậu đã quen biết Rosie được một thời gian rồi, nên chuyện cảm thấy buồn bã là điều bình thường. Nhưng cậu không thể tham dự vào câu chuyện của bọn họ. Đây vốn dĩ là vận mệnh của cô ấy. Vậy nên đêm đó cậu không cần làm gì hết may than không nói tiếng nào trực tiếp rời đi mặc dù cậu cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một trò chơi nhưng cậu vẫn không thể cứ trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra cậu phải loại bỏ bức thư là nguồn cơn của mọi chuyện đó nhưng trước hết cậu phải làm rõ bức thư ấy được gửi đi như thế nào may than vừa đi vừa suy nghĩ không cẩn thận va phải cedric đang đi tới vừa thấy cậu cedric đã đột nhiên khựng lại anh ta ghé sát lại gần may than bắt đầu ngửi chuyện gì xảy ra vậy trên người cậu có mùi gì không đúng à cedric sững sờ nhìn về phía may than anh không hiểu vì sao trên cơ thể cậu lại có mùi hương của sae nhưng chẳng phải sae đã chết rồi sao may than phải gọi rất nhiều lần cedric mới hồi thần anh giải thích chỉ là ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người may than mà thôi may than ngửi ngửi chính mình cũng không ngửi ra thứ gì nhưng giây tiếp theo cậu nhớ ra điều gì lẽ nào là Gina? hiện giờ may than mới nhớ ra cedric và sae có chung màu tóc nhìn vẻ ngoài cũng rất giống nhau có lẽ Cedric nhận ra mùi hương của lang nhân. Ban đầu May Than còn định nói cho Sae biết thân phận của nhân vật cô xuyên vào, nhưng khi nghĩ tới bộ dạng chảy nước miếng khi trông thấy các nam chính, mà bản thân ngày nhớ đêm mong của Sae. May Than hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể cho bọn họ gặp mặt. Không ngờ tới, vì lo May Than chuyện gì cản trở cốt chuyện, nên Sae đang đánh hơi bốn phương để tìm kiếm cậu rồi. đến rồi đây đến rồi đây không hổ là em gái ruột vừa tới đã trực tiếp giúp sức cho hai người anh trai của mình để ngăn cedric gặp được sae khi cedric chuẩn bị đi về hướng may than vừa rời đi may than liền sốt ruột kéo lấy tay của anh nếu để anh ta đi về hướng đó chắc chắn sẽ gặp được sae cậu không muốn thấy bộ dạng mê trai đó của em gái đâu sau đó may than lại nghe cedric nói bởi vì không quen thuộc đường đi trong học viện nên anh muốn đi xung quanh xem thử nghe vậy may than liền nảy ra một ý. cậu trột dạn biểu thị thật ra bản thân là một hướng dẫn viên rất có tâm nói xong không đợi cedric trả lời cậu liền trực tiếp kéo anh đi về hướng ngược lại may than một lòng muốn ngăn cedric gặp sae còn cedric bị cậu kéo đi lại đang đỏ mặt nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lấy tay của may than cùng lúc đó dựa theo những hiểu biết của sae về anh trai ruột cô cho rằng may than rất có thể sẽ làm ra chuyện gì đó cản trở sự phát triển của cốt truyện vậy nên cô nhất định phải tìm thấy may than phía bên này, trong lúc May Than đang giới thiệu cho Cedric về kiến trúc của học viện, thì liền trông thấy bóng ai đó vụt qua. người kia không ai khác chính là cô em gái ruột thừa của cậu. hết cách, May Than chỉ đành vừa kéo Cedric chạy vừa tiếp tục giới thiệu. Sae cũng không chịu yếu thế, cô lần theo mùi hương điên cuồng đuổi theo. chuyện này cứ tiếp diễn cho đến khi May Than mệt đến không chạy nổi nữa. cậu thực sự không hiểu vì sao Sae có thể liên tục xuất hiện bên cạnh cậu. Cedric không nhận ra điểm bất thường. Anh còn cảm ơn May Than đã giúp đỡ. Nếu không một mình anh nếu muốn thăm thú hết một nơi rộng như học viện phải tốn biết bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, khi đi cùng May Than, Cedric liền nhớ tới thời gian hạnh phúc khi ở trong rừng cùng các em trai em gái. Anh cảm thấy rất vui vẻ. Nghe vậy nội tâm May Than liền bắt đầu cảm thấy áy náy. Có lẽ cậu nên tìm thời gian thích hợp để trò chuyện với Sae về vấn đề này, để hai anh em bọn họ gặp mặt. Trong lúc May Than còn đang suy nghĩ, thì Sae đã đi tới trước cửa rồi. May Than cũng rất nhanh phát hiện ra cô. Nhân lúc Cedric không chú ý, May Than vội vàng chạy tới đóng sầm cửa lại. Nhưng tình thế hiện giờ cậu đã không chạy kịp rồi. Vậy là nhân lúc cấp bách, May Than không thể không kéo Cedric trốn vào trong chiếc tủ bên cạnh. Sau khi cánh cửa được mở ra, Sae trực tiếp bước về phía chiếc tủ. Cô biết chắc chắn May Than đang ở bên trong. Khi Sae vươn tay chuẩn bị mở tủ, thì Trung hợp thay Uriel cùng Rosie lại đi ngang qua trông thấy sae Yuliel không chắc lắm gọi tên cô nhận ra người đó đúng là sae Yuliel vui vẻ kéo lấy tay của cô khen sae mặc bộ đồng phục này thật đẹp cô suýt thì tưởng rằng sae là học viên của học viện nói xong liền muốn kéo sae đi tham quan một vòng lúc này bên trong tủ toàn là mùi hương của may than lý trí của cedric cũng dần dần bị ăn mòn trong lúc cố kìm nén anh vô tình làm chiếc tủ phát ra âm thanh Rosie chưa đi được bao xa cũng nghe thấy tiếng động đáng ngờ này, âm thanh truyền ra từ trong tủ. Vậy là cô không chút do dự mở chiếc tủ ra. May than đang dựa vào cánh tủ không kịp đề phòng ngã nhào xuống sàn, còn Cedric thì vội vàng quay người vào trong. Không chỉ vậy, người có mắt đều có thể trông thấy đôi tai của cả hai đều đỏ bừng. Một màn này làm Rosie vô cùng kinh ngạc. Hai người đang làm gì ở đó? Đến rồi đây, đến rồi đây. Hoàng thái tử Thanh Mai trúc mã cuối cùng cũng ra tay rồi. Rất nhanh đã tới ngày lễ bế giảng. Dựa theo nội dung câu chuyện, ca sẽ gửi thư cho Uliel. Cuộc gặp gỡ bí mật trong vườn hoa là dấu mốc cho cuộc tình của hai người nở hoa. Đồng thời, Rosie trông thấy một màn này cũng triệt để hắc hóa. Trong buổi party, Rosie quan tâm hỏi tình hình bài thi của Uliel. Uliel có chút ngượng ngùng đáp. May nhờ có sự giúp đỡ của Rosie, bài thi không khó chút nào, sau đó tiếng nhạc vang lên, bầu không khí bữa tiệc cũng trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Yuliel nhiệt tình mời Rosie nhảy cùng cô một bài. Ban đầu Rosie cũng rất vui vẻ đồng ý lời mời, nhưng khi tiếng chuông báo 9 giờ vang lên, thời gian đến rồi. Rosie hào hứng bày tỏ bản thân bắt buộc phải đi gặp một người, nên từ chối lời mời của Yuliel. Yuliel bị bỏ rơi vô cùng buồn bã. Thứ duy nhất cô có thể làm là đứng sững sờ tại chỗ đợi Rosie quay đầu. Cùng lúc này, bởi vì chưa tìm thấy bức thư của ca, May Than ủ rũ u sầu. Hết cách, cậu chỉ đành đến nơi mà em gái từng nói, muốn thử tìm cách ngăn cản kết cục bi thảm. Không ngờ tới ca đã chờ đợi ở đó từ bao giờ. Hơn nữa sau khi trông thấy May Than hắn ta còn bày tỏ: "Ta không ngờ em sẽ thực sự tới đây. Ta rất vui vì em ở đây. Ta vẫn luôn đợi em." May Than nghe vậy kinh ngạc. Hắn ta đang đợi cậu, chứ không phải liel, Ca vẫn thao thao bất tuyệt. Năm năm trước, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở vũ hội. Kể từ khi trông thấy May Than mặc đồ nữ, hắn vẫn luôn nhớ mong cô gái đột nhiên xuất hiện rồi biến mất đó. Đến khi May Than cùng Rosie vào cung, hắn lập tức nhận ra cô gái đêm đó là May Than. Nhìn thấy May Than cố gắng che giấu thân phận thật sự rất đáng yêu. Đây cũng là lý do hắn liên tục tìm cách trêu chọc cậu. Chỉ có điều May Than không biết những điều này, vậy nên, ca không muốn mất đi May Than vào tay người khác. May Than là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn ai ai cũng muốn nịnh nọt hắn bởi vì bọn họ chỉ quan tâm đến địa vị và quyền thế của hoàng thái tử còn may than giúp hắn trông thấy một mặt chân thật cũng không lợi dụng hắn vì bất cứ lý do gì đây chính là lý do mỗi lần ở bên cạnh may than hắn đều cảm thấy rất thoải mái còn may than lúc nào cũng tỏ ra không tim không phổi nhưng thực tế thì lại rất quan tâm đến người khác ca hiểu rõ khi có chuyện cần nói may than cũng không vòng vo tam quốc vậy nên may than ta thích mọi thứ thuộc về em may than bất lực hừ lạnh nói đùa kiểu gì vậy? Tôi luôn coi anh là bạn bè tốt, điện hạ. May than vừa dứt lời, liền bị ca kéo lại gần. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, thì một nụ hôn đã rơi lên môi. May than vội vàng dãy ruộng. Thái tử vươn tay chạm vào môi nói. Em đừng hòng dùng lý do này để rũ bỏ ta, bởi vì ta sẽ dùng mọi cách để cho em thấy. Ta sẽ không che giấu tình cảm mà ta dành cho em nữa. Cùng lúc này, cách đó không xa, bóng dáng của ai đó đã trông thấy toàn bộ. Người kia không ai khác chính là Rosie thì ra, ca thực sự viết thư mời theo đúng cốt truyện. Nhưng hắn không gửi cho nữ chính mà sai thuộc hạ gửi cho May Than. Nhưng sau khi thuộc hạ nhận được thư, lại đặt nó vào trong cuốn sổ của Rosie. Vậy nên Rosie mới vội vàng từ chối Uliel rời đi, vào lúc chuông đồng hồ điểm 9 giờ. Chỉ có điều cô không ngờ tới, bản thân sẽ trông thấy một màn này. Nữ chính Uliel thế mà lại chủ động hôn nữ phụ ác độc Rosie. Hơn nữa Rosie còn không từ chối. Lúc này, ở một góc của học viện, Cedric đang dặn dò thuộc hạ nâng cao cảnh giác. Nhóm tội phạm có thể âm mưu buôn bán những đồ vật phi pháp ở buổi party. Trong lúc anh đang nói, liền nghe cách đó không xa vang lên tiếng động đáng nghi. Bởi khi tìm mãi không thấy may than, lại lo lắng may than sẽ làm ra chuyện gì đó khiến cốt chuyện thay đổi, nên Sae đang sốt ruột tới muốn phát điên rồi. Cô quyết định đích thân đi xem thử. Cedric nghe thấy tiếng động lập tức xuất hiện sau lưng Sae, còn đặt kiếm lên cổ của cô, lạnh lùng chất vấn. Cô đang làm gì ở đây? Lúc này đáng lẽ ra người làm điều đang ở khu vực làm việc. Anh lệnh cho Sae từ từ quay người lại. Sae bị dọa cho run lên cầm cập. Cô một bên giải thích bản thân không làm gì đáng nghi một bên run rẩy xoay người lại. Đến khi toàn bộ gương mặt Sae lộ ra dưới ánh trăng, Cedric không dám tin vào mắt mình. Bàn tay cầm kiếm cũng run rẩy. Cùng lúc này, trong buổi party, một nhóm nữ sinh đang vây quanh Uliel hỏi lý do vì sao cô chỉ có một mình ở đây chẳng phải vừa rồi còn ở cùng Rosie sao? Lại nghe Julia buồn bã bày tỏ Rosie đã rời đi để gặp người khác rồi. Nghe vậy hai nữ sinh liền kích động. Vương tử ca cũng không có ở đây. Nói không chừng bọn họ bí mật hẹn hò. Nghe bọn họ bàn luật về độ xứng đôi của Rosie và thái tử, trái tim Julia lại nảy sinh cảm giác không cam nguyện. Cô ủ rũ nói lời tạm biệt với hai nữ sinh, sau đó một mình đi dạo quanh học viện. Một cảm giác chua sót khó tà trào lên trong lòng. Lúc này, Yuliel đột nhiên khựng lại. Mùi hương này cô vô cùng quen thuộc. Đó là khí vị của Rosie. Yuliel ngẩng đầu, liền thấy Rosie, tê hốt hoảng chạy ngang qua. Không biết vì sao Rosie làm vậy, Yuliel vội vàng tiến tới kéo lấy tay Rosie đang bỏ chạy. Khi Rosie quay mặt lại, Yuliel liền thấy gương mặt đầy nước mắt của cô ấy. Xảy ra chuyện gì, vì sao chị lại khóc? Rosie tức giận muốn đuổi Yuliel đi. Đừng làm phiền tôi, tôi muốn ở một mình. Yuliel bày tỏ bản thân không cố ý làm phiền, chỉ có điều cô rất lo cho rosie nghe vậy toàn bộ tức giận và ấm ức của rosie đều trút ra ngoài thật ra cô biết rõ ca không yêu mình cũng biết có lẽ mãi mãi chuyện kia cũng không xảy ra nhưng cô đã từng thử hiểu cho thái tử rosie cho rằng chỉ cần bản thân trở thành vương phi của ca thì hắn sẽ yêu cô dù cho thái tử có tình cảm với may than thì rosie cho rằng bản thân có thể giành được trái tim của hắn bởi vì tình cảm cô dành cho ca là thật lòng kể từ lần đầu tiên gặp mặt rosie liền đem lòng yêu ca cô nỗ lực trở thành người có thể xứng đôi với thái tử. Nhưng mặc kệ cô có nỗ lực như thế nào, thì ca cũng chỉ đối xử với cô theo phép lịch sự. Nhưng rồi có một ngày, Rosie trông thấy ca nở nụ cười mà trước nay cô chưa từng trông thấy. Nụ cười mà Rosie luôn muốn nhận được, tiếc là nụ cười ấy lại dành cho may than. Tôi vẫn luôn thử phủ nhận, nhưng vì sao, chuyện của chúng tôi lại biến thành như vậy. Nghe được những lời này sự chua sót trong lòng Uliel nhiều lên vài phần. Cô không muốn che giấu tình cảm của bản thân với Rosie nữa. Em hiểu được cảm giác của chị, bởi vì chị là người duy nhất mà em cần. Mỗi lần chỉ cần thái tư ở bên cạnh chị, chị liền cười vô cùng vui vẻ. Mỗi lần em đều chỉ có thể nhìn từ xa. Có nhiều khi em mong rằng, nếu như em là một người đàn ông, thì có phải em cũng sẽ có cơ hội không? Vậy nên em vẫn luôn chờ đợi, đợi chị quay lại nhìn về phía em. Nhưng hiện giờ em không muốn đợi nữa. Em ghét việc chờ đợi. Nghe vậy suy nghĩ trong đầu Rosie loạn vô cùng. Cô không hiểu Yuliel đang nói cái gì. Vào lúc Rosie còn đang ngơ ngác, thì Uliel đã chủ động hôn lên đôi môi của cô rồi. Tiêu rồi, may Than mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ với sáu người. Phải làm sao đây? Lúc này, may Than phẫn nộ đẩy ca ra. Cậu cảm thấy ca không nên làm như vậy. Cậu là trai thẳng, hơn nữa rõ ràng hắn ta đã đính hôn với Rosie. Nghe vậy ca kích động giải thích. Hắn và Rosie chỉ là mối quan hệ hôn nhân chính trị. Trong tim hắn chỉ có một mình May Than, lời này càng làm May Than không thể chấp nhận, cậu đau lòng cho Rosie vì những gì cô đã làm cho ca. Cậu không có cách nào nhẫn nhịn chuyện ca đối xử với tình cảm Rosie như vậy, nhưng thứ ngăn cậu cho hắn ta một trận là thân phận hoàng thái tử. May Than tức giận chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng nhịn xuống, cậu bỏ lại một câu: "Tôi không có hứng thú với anh." rồi nhanh chóng chuồn là thượng sách. Cùng lúc này, Cedric gặp được em gái ruột của mình, vẫn đang không dám tin mà sững sờ còn Sae lần nữa ngây ngốc vì gặp được nam chính lang nhân, mà bản thân ngày nhớ đêm mong. Đến khi liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm sáng bóng trong tay Cedric, cô mới giật mình nhớ ra lý do bản thân có mặt tại đây. Chuyện quan trọng nhất lúc này là phải xác nhận Uliel đã thành đôi với ca. Vậy nên lúc này cô không thể bị bắt. Cứ như vậy hai em May Than và Sa -e va phải nhau trong lúc bỏ chạy. Nhìn rõ người trước mặt. Sae lập tức ôm chặt lấy May Than. Khóc lóc kêu cậu mau cứu mạng. Ca đuổi tới đúng lúc thấy hai người ôm ôm ấp ấp. Hắn cũng không còn tin cô gái kia chỉ là hầu gái nữa rồi. Hắn tức giận chất vấn. May Than, rốt cuộc cô ta là ai? Vào lúc May Than đang bực dọc tên ca đáng ghét cứ bám giết không rời này, thì Cedric gọi tên Sa E vội vã chạy về phía này. Ca ở phía sau vẫn liên tục ép hỏi. Trước đây khi thấy hai người thân thiết hắn đã rất nghi ngờ rồi. Hắn liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người. Mặc dù Cedric có chút mờ mịt, không biết mối quan hệ của Mai Than và Sae là gì, nhưng vẫn chủ động che chắn trước mặt hai anh em bọn họ. Giải thích Sae không phải người khả nghi, mặc dù hành vi của cô ấy có chút đáng nghi, nhưng anh ta có thể cam đoan cho cô. Hai anh em nhà Mai Than mỗi người ôm theo một suy tư riêng nghe xong cũng ngơ ngác. Một bên khác, Rosie đang xấu hổ đỏ mặt, không hiểu được Uliel có ý gì, còn chưa đợi Uliel lên tiếng. Hai người liền nghe giọng nói của Mai Than vang lên từ phía xa. Ca kích động kêu may than cho hắn ta một lời giải thích. Rốt cuộc cô ta là ai? Cedric một bên ngăn ca tiến về phía trước, một bên thúc dục Sae rời đi. Mọi chuyện đã đủ loạn. Hai em may than nhất thời cạn lời. Thì Uliel và Rosie nghe được động tĩnh bên này cũng đến góc vui. Sae kích động đứt phát dậy, mặc kệ may than còn đang há hốc mồm sợ hãi, nhào vào lòng Uliel cầu an ủi. Còn Rosie thì như không có chuyện gì hỏi may than vì sao mọi người đều ở đây, nhưng cô vừa dứt lời Ca lại kích động hỏi, "Có phải May Than thực sự yêu người hầu gái đó không? Có phải đang chơi đùa tình cảm của hắn ta? Hắn ta còn ở trước mặt tất cả mọi người nói ra chuyện hắn yêu thích May Than. Mọi thứ đã đủ loạn rồi, sắc mặt May Than cũng đen như đít nồi. Đã nói rồi không giống như những gì anh nghĩ, nhưng lời này của cậu càng giải thích càng không rõ ràng." Rosie ngồi xuống bên cạnh May Than hỏi cậu xảy ra chuyện gì. "Lẽ nào cậu và hầu gái kia đang ở bên nhau? Còn bắt cá hai tay chơi đùa trái tim điện hạ?" Mai Than nghe xong chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này. Ai tới cứu tôi với. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.